you once again, Vietnamese Americans, for America First. God bless you. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I'd gladly stand up next to you and defend her still today. 'Cause there ain't no doubt I love this land. God bless the USA. Chị xin kính chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian vào nghe Olala Show. Ngày hôm nay thì em nói là em cũng tính làm nhiều show bò lắm, tại vì thấy nó cũng vui. Nhưng mà thấy Thomas làm về bò rất là hay. Và em nói là nếu mà nói về bò mà em phải lý luận thì em rất là mất sức. Nên em mới nói là thôi, cái gì mà nó mang tính chất là coi như là dễ hiểu mà dễ cười thì em Thomas làm rất là tốt. Thì để cho em Thomas làm cái chuyện đó. Em bây giờ em ngoài cái review clip kẹt ra đó, thì em làm review cái thằng 703 của ngài kẹt. Nhưng mà trong lúc chờ đợi các cô chú anh chị vào đông đông á, thì em nhắc lại câu chuyện này nè. Khi mà có một cái anh thần đất sét á, nào tính tổ chức cái kỳ mà sinh nhật cho tổng thống á, thì Bino lên nó nói ở lúc đó rảnh thì nó đi, không rảnh thì nó không đi. Mà bây giờ thì nó lại lên nó nói là coi như là nó sẽ đứng ra, nó cho nó mượn xe đi các cô chú anh chị chụp hình. Rồi ông bò lúc đó nói là lúc nào thì bò cũng ủng hộ anh Kinh, anh Kinh làm thì bò sẽ xuất hiện. Rồi nói chung là em có nhiều clip mà em nói là cái clip này em có là em sẽ có, không có nói chuyện thanh thang. Nhưng mà cô chú anh chị có nhớ có một lần Thomas cho mình nghe cái phần mà bò nó nói là giữa bò và bé tí có sự hiểu lầm á. Thì bây giờ cô chú anh chị nghe cái phần này nè, để coi con bò nó có thật sự đi lên nói chuyện đàng hoàng với bé tí hay không, hay là nó là cái đứa bị bệnh. Và cái chữ bệnh của nó đó giống như là có những cái con người mà đi đến đâu đó, là cái nơi đó nó chỉ banh chành thôi. Thì bây giờ mình nghe bò nha. Ôi, anh lương cao quá hả? 72 tuổi rồi. 72 tuổi là em sinh của chú đó nha. Tại vì cũng bằng tuổi chú của con rồi. Đúng không? Đấy chú. Dạ không sao đâu. Dạ
tại vì quen rồi mình cứ vậy nè, ví dụ như mình gặp bất cứ chuyện gì thì mình cứ làm thật tốt với khả năng của mình, với công sức của mình, thì con nghĩ rằng là gặp bất cứ chuyện gì con cũng không có hổ thẹn với chính bản thân mình, và khi đối diện với bất cứ sự việc nào, giống như nói thì nói cho nó qua câu chuyện này thôi, chứ nhiều khi mình không lẽ giờ mình im lặng hoài cũng không được, mà mình lên tiếng để cho nó có sự chia sẻ, cho nó nhìn thấy cái sự việc và hiểu nhau á, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng không giải tràng lắm, nó tụi nó vẫn thao thao bất tận, vẫn hổn láo, vẫn ăn nói bật chợt như vậy, và cái đạo đức nó không còn, thậm chí nó dùng những cái từ ngữ mà chính bản thân khi mà nói là câu đó giống như nói chính mình vậy đó. Chú nhân công là năm hai vậy là thua ba mươi tuổi thân hơn tuổi thân tuổi thân hơn con gái mà hả tuổi thân rồi hả tại vì tuổi thân là thua ba con giáp thua ba đúng con giáp luôn á thua ba đúng con giáp ba là ba chín hả ba của mình là tuổi thân còn ba của trang là tuổi tỵ nên là ba chín mình á nó ba chín là sân bay chín chứ không phải bốn nên là ủa nói tới đâu rồi hả à, đúng rồi nên là thật sự khinh lắm quý vị không nói tới cái đám người đó tôi thấy nó dày nữa quý vị giống như bây giờ mặt đối mặt đó thì lại không nói gì hết rồi cứ cười ra vẻ như là người sang trọng quý phái nhưng mà lúc sau cái microphone thì bắt đầu phun ra những cái lời lẽ thiếu văn hóa như vậy. Mình nghĩ nhiều khi em ngồi chính trong một cái buổi tiệc một cái event ngồi chung với nhau em ngồi em nhìn lại thấy cảm nhận như là thế tại sao người ta có thể đâm một cái vai buồn mà nó không có phù hợp với gia vị của mình thứ nhất trời nó nói người ta mà tôi tưởng nó nói nó không á. Nó nói người ta mà tôi nãy giờ tôi im lặng tôi không dám thở mạnh luôn tôi thấy nó nói nó. Có nghĩa là nó nói dối một cách dã man. Nó gặp mặt đối mặt người ta nó không dám. Nó không dám ngẩng đầu nhìn người ta, nó cứ muốn nói gì nó lủi vô gốc cây. Gặp chỗ cái event nó lo nó rình tổng thống Trump nó nói nó bị đóng cửa ngoài á hả. Rồi là cái gọi là một cái khán phòng mà để mà tổng thống phát biểu. Có nghĩa là những cái chuyện mà khi mà nó lên cái channel của nó nói thì những người nào không biết thì thấy cái này nó quá tội nghiệp. Nhưng mà khi mà nó nói là ngồi dưới microphone là nó đang nói nó. Cuộc đời của nó đó, nó rất là mơ ước. Nó mơ ước được thể hiện trước đám đông. Mà về mặt tâm lý đó, thì cái người mà muốn được người ta chứng tỏ đó mình muốn người ta công nhận thì mình hay đi chứng tỏ. Phải nói đầy đủ, chứ nói mà không đầy đủ cái đám kia nó ngu lắm. Nó không có hiểu ý mình, nó lên bắt bẻ mình nữa. Tại vì nếu mình đã được có cái giá trị á, mình không cần chứng tỏ với thiên hạ, thì cái giá trị mình nó luôn luôn có. Còn mình phải lên chứng tỏ đó, thì bắt đầu mình phải giống như là sợ sệt. Là coi như là tôi là rất là tội nghiệp, tôi sợ lắm, tôi sợ đứa này, tôi sợ đứa kia. Trong khi nó là cái đứa gọi là ngài kẹt á, mà đi lên tố á, là quá nhiều rồi. Và cái bộ sưu tập mà ngài kẹt mà tố con bò đó, là em có một collection. Cái chuyện mà em có không phải là em đi lên em làm nhục ngài kẹt, hoặc là em làm nhục con bò, cái chuyện đó không phải. Nhưng mà em muốn để cái đó, đó thành một cái chuyện đó, để thỉnh thoảng đó, mà còn có ai là một cái nạn nhân đó, thì em sẽ mượn bài hát của Đức Huy, rồi một người nữa giống như ngài kẹt, tương lai thật đen tối. Có nghĩa là Đức Huy là có cái bài hát là lại một người với Đức Huy không ta? Hình như phải Đức Huy không ta? Hay là như phải là em cũng nhớ loáng thoáng không? Lại một người nữa giống như tôi, tương lai thật đen tối không? Một người nữa chung một số phận không? Giống như tôi, hình như bài đó của Đức Huy thì phải. Em nhớ nha, em không có sure lắm, nhưng em có nhớ là em có nghe Đức Huy hát.
Nhưng mà để em check lại sau. Đó, thì cái bài hát đó là mình chỉ sửa lời lại. Lại một người nữa giống như những nạn nhân cũ. Tương lai thật đen tối. Tại vì con nhỏ này nè, nó luôn luôn nó tỏ ra nó rất là tội nghiệp. Nó tỏ ra nó là một người rất là đáng thương. Nó tỏ ra là giống như là tại sao tôi là người hiền lành, tôi thế này thế kia mà thiên hạ này nỡ tấn công tôi. Nhưng mà cái chuyện nó đi sau lưng người ta, nó làm những chuyện rất là tày trời. Bây giờ ha, em sẽ chứng minh một câu chuyện rất nhỏ. Một câu chuyện rất nhỏ khi Thằng Hứng nó nói là bé Tí nhận cái đơn chào bá. Thì lúc đó ngài Kẹt đã nói là gì? Là tôi thương em tôi, là thương con bò. Để mà giờ tôi lạnh xương sống phải không? Cô chú anh chị nghe quá rõ rồi. Trừ thằng Hứng lỗ tai của nó, ngoài cái đầu nó ngu lỗ tai nó còn lãng nữa. Bây giờ phát hiện thêm cái bệnh nó nói và cái miệng nó nói nhảm, nó nhiều bệnh lắm. Bây giờ mình nghe cái câu này của con bò nói nè. Để cho mình biết được là những người nạn nhân sắp tới của nó còn còn dài dài. Có nghĩa là cho nhân bình đó cũng xin thưa với tất cả các bác là người này nè, các bác luôn đặt vào trong tay của Trang những cái quốc kỳ của mình và luôn hỏi Trang. Mấy bác đặt cho trong tay cô Trang cái quốc kỳ của mình. Ba má của nó thì xuống hầm ngắm màu cờ sắc áo, còn mấy bác thì đặt vô nó tay quốc kỳ. Những cái chuyện này nè quý vị, bây giờ em nói cái câu chuyện này nè. Bây giờ em không có là một người ủng hộ bé Tí, em cũng không ủng hộ ông bò, em cũng không ủng hộ ngài Kẹt, em không chống đối ngài Kẹt, em không ủng hộ bé Tí. Em là một cái con bình thường, một con người chỉ đủ một cái kiến thức thông thường thôi, nhan sắc thì coi được, coi như là giấc mơ Mỹ thì không có, nhưng mà giấc mơ Úc á thì nói chung là không phải 90.000. Dạ, cái điều em muốn nói là vậy hả? Mà không ở không có ở trong một cái giống như gái 17 là ở trong cái nơi mà gọi là đi bộ mỏi chân á, đi 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 bộ sạc háng vậy đó. Mấy cái câu đó em nghe mắc cười quá. Bây giờ em phân tích như này, nếu mà mình á gặp một người thông thường ở ngoài, nếu mà cộng đồng mình sống ở nơi nào mình sống ha, có ai rảnh cầm lá cờ đi theo không? Có ai rảnh cầm lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí là cờ Mỹ không? Nếu tôi là một người ủng hộ Tổng thống Trump mà ngày đó tôi cầm lá cờ mà tôi vẫy cờ thì tôi không việc gì tôi giao lá cờ cho con khùng này hết á. Vì tôi đang đứng tôi quơ cờ ngoài đường đúng không? Tôi quơ Donald Trump, thí dụ vậy ha. Còn nếu tôi là người cầm lá cờ Việt Nam Cộng Hòa thì lại càng phi lý vô cùng nữa. Không ai một cái bác nào lớn tuổi mà tự nhiên khơi khơi đưa lá cờ hết á. Tại vì cái chuyện á, thường thường á, mình nên nhớ là cái chuyện mà mình coi cải lương á, thường thường mà cải lương mà gọi là hãy giữ cái quốc kỳ này, đó là trong cải lương mà người ta đang kể cái câu chuyện mà nó theo một cái tính ước lệ để làm cho cái nhân vật thể hiện trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn để nói lên cái sự thiêng liêng của cái tấm tấm quốc kỳ, cái lá cờ. Quý vị hiểu cái chỗ này không? Khi mình là một người, mình coi một vở kịch, mình coi một bộ phim, mình coi một cái tác phẩm cải lương, một tác phẩm nào đó, khi người ta thể hiện lại mà mang cái tính chất là trình diễn đó, thì thường thường nó phải có cái tính ước lệ. Có nghĩa là trong một cái khoảnh khắc họ muốn mình xúc động với cái chuyện đó thì họ mới làm cái sự thiêng liêng. Giống như là người mẹ tiễn mà người chồng đi ra thì thường thường là người vợ
người mẹ tiễn người người mẹ mà tiễn người chồng á, là mình đang nói là mẹ mình tiễn ba mình đấy nha. Người mẹ mà tiễn cái người, người chồng á, là cái người ba mà đi đi ra một chiến trận á, thì thường thường á sẽ hay đưa cái khăn tay theo hình con chim, hai con chim đó, là cái đó là một cái khăn mà định ước. Hoặc là nếu mà một người em gái hậu phương á mà tiễn một người anh ra tiền tuyến á, thì thường thường á cái thời mà đi học á thì người ta hay ép cái hoa phượng, thì người ta viết những cái câu thơ, người ta để cái cánh phượng, thì người ta có những cái nó rất là đơn giản. Và trong cái lúc đó đó họ muốn thể hiện là cái lòng của họ với cái người đi ra chiến trận đó, là một cái chuyện nó giống như là một cái chuyện nó, tại vì chiến trận là sinh tử mà. Thí dụ như là cái tác phẩm mà Chuyện Hoa Sim đó, là của nhà thơ Hữu Loan đó, là có nghĩa là có nhiều người, có hai 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 người mà họ họ phổ nhạc đó, thì trong đó có ông nhạc sĩ của ông anh Bằng, ông hát Chuyện Hoa Sim đó. Có nghĩa là khi họ muốn thể hiện một cái hình ảnh nào đó, nó mang một cái tính chất là họ muốn thấy trong một cái khoảng thời gian ngắn, mà mình hiểu được cái nhân vật đó là một sự chia xa và không biết khi nào gặp lại. Thì cái lá cờ, cái khăn hoặc là một cái lá thơ viết trên thí dụ như một cái tờ giấy, rồi có ép cái cánh phượng, cái bài thơ, cái lá thư nha, nó khác nhau nha. Cái lá thư nha, lá thư là mình viết cái thư ha, còn cái bài thơ ha, thư với thơ là phải phân biệt ra như vậy. Thì khi mà người ta biểu diễn trên sân khấu hoặc người ta đóng phim, nó luôn luôn mang cái tính chất là ước lệ, họ muốn cho mình hiểu được. Còn cái thời này là con bò nó đang đi ủng hộ. Lúc trước là đi ăn theo những cái đi nợ của chính trị gia, bây giờ hết tiền, bây giờ đi ra đường rally, cái đó cũng không sao, cái đó là tốt thôi, cái đó là không phải là một cái chuyện gì mà mình phải phân tích. Nhưng không có cái bác nào hết đó mà đưa cái lá cờ trong tay nó được, tại vì thứ nhất nó không phải là người có thể là đang làm giải phóng hay đang làm một cái chuyện gì đó gọi là ghê gớm, nó đơn thuần là một người đi ủng hộ. Thì khi đi ủng hộ mà tôi với anh cùng cái lý tưởng, thì thiếu anh cầm lá cờ Mỹ thì tôi cầm lá cờ Mỹ, mắc mớ gì trao lá cờ trong tay nó. Tại vì nó đó, em không chê trách những người người ta không có đủ cái kiến thức, tại cái chuyện đó con người sống nó phải có sự quan sát, nhưng mà quan sát ngu như thằng ngu hứng thì cái quan sát nó có như không nha quý vị. Cái quan sát, cái từng trải, cái trải nghiệm chúng ta không thể vay mượn được, có nghĩa là kiến thức chúng ta học nhưng mà trải nghiệm chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta không lấy. Còn tôi nghe kể cái trải nghiệm của người khác là tôi nghe kể nha, nhưng nó xảy ra với tôi là câu chuyện khác. Và kinh nghiệm là nhiều cái trải nghiệm mới ra cái kinh nghiệm. Thí dụ khi tôi đi làm chuyện này, một lần tôi thất bại, lần sau tôi thành công, thì tại sao cái lần sau tôi thành công vì tôi học ra cái trải nghiệm lần trước cái thất bại chỗ nào. Chứ tôi không thể nào tôi nói chuyện khơi khơi được cái đó. Thì khi con bò này nó nghe những cái câu chuyện phim á, hoặc những cái tác phẩm văn chương đó, thì nó thấy cái chuyện mà người mẹ trao cho chồng hay trao cho người con trai á những cái hình ảnh thiêng liêng, khi mà người ta
phải gọi là nói cái kiểu mà giống như là cái kiểu mà hồi xưa là gọi là tòng chinh đi, nhưng mà thật ra bây giờ ra chiến trận đi, thì những cái chuyện đó là người mẹ đó chấp nhận mất đi cái người con của mình, thì cái trách nhiệm nặng nề trên vai cái người con hay cái người chồng của cái người mẹ đó, nó nhiều cái ý nghĩa. Và cái nhân vật mà được cái tác giả hay cái nhà biên kịch đó họ họ gửi gắm, nó mang một cái ý nghĩa là cho cái người xem, cho cái người thưởng ngoạn họ hiểu. Chứ còn bây giờ thời nay đi ra lì mà bác nào trao lá cờ cho nó, bác nào đó có thể trao cho nó con cờ vì nó dạng Hán rất giỏi. Chứ còn nếu bác nào mà trao cho nó lá cờ đó là tôi chỉ có ngồi, là bác đó cũng không bình thường thôi. Bác đó có thể là sugar daddy nhưng mà tuổi nó thì không thể mà sugar daddy nuôi được, cái đó thì không thể được. Nhưng mà có thể mà bác nào mà muốn mà giống như bác Hứng mà chơi đỡ, mà chơi bạo lấy tiếng ngu hay chơi ngu lấy tiếng bạo, chấm mút vào phút cuối á, thì cũng có thể có thể là đúc cái con cờ cho nó thì để cầm thì có, chứ còn trao cái lá cờ là không bao giờ có. Bởi vậy mình nghe một cái câu chuyện nó rất là nhỏ mà mình thấy nó như thế, thì mình thấy cái thần kinh con nhỏ này nó thuộc là một cái thần kinh nó bệnh á, vì nó thiếu cái kiến thức, nó tin rằng lời nói dối của nó người ta tưởng là thật. Câu rằng là con làm vậy ấy, con thấy Tại sao không bao giờ tại mang sao lá con cờ đi không theo? phải Thấy chưa, thằng kia ngồi kế bên cho nhỏ này nói dối, nói chuyện khơi khơi luôn, nghe kỹ nè. Trong tay của Trang cái quốc kỳ của mình, và luôn hỏi Trang một câu rằng là con làm vậy ấy, con thấy Tại sao không bao giờ tại sao mang lá cờ đi con phải theo? đứng lên để Tại sao không mang lá cờ đi theo? Tại sao không mang lá cờ đi theo? Tôi không hiểu nó nói không mang lá cờ gì theo. Thằng gần này cái con cờ phải dính trên người nó chứ, sao con cờ để ở nhà được, mà tại sao không mang lá cờ đi theo là hơi kỳ nha. À, mới vừa trong năm nay quý vị thấy ấy, thì đứng ra nhân quyền và nhân quyền của Việt Nam tổ chức ở bên Washington DC thì có mặt tất cả các bác ở đó, thì Ngọc Trân cũng xin thưa mấy bác rằng là nội mà cái chuyện mà con đi ra con đi ủng hộ tổng thống Trump thôi, zero chăng zero điều kiện, zero tất cả mọi cái quyền lợi cho mình, và thậm chí những bản cáo trạng những cái gì đó mà họ thư kiện với nhau mà không hề dính líu trong cái cuộc. Những bản cáo trạng thư kiện với nhau, mày có hiểu cái chữ cáo trạng là cái gì không, mà thư kiện với nhau là sao không? Ý nó nói là những cái lời cáo buộc á, là đổ thừa gì nó mà đi kiện, là nó đang chửi con cẹt. Mà bản cáo trạng là cái gì, mày có hiểu cái chữ cáo trạng không con bò? Bởi vậy tôi nói rồi, tôi á, tôi nói là tôi mà là super soi là tôi không bao giờ vi khuẩn mà tôi không thấy, nhưng mà tôi bắt nó là tại tôi thấy nó cười thôi. Nhưng mà nó bò yên tâm đi, từ đây đến cái lúc mà bò nằm xuống đó, xô của bò đó nha bò, không bao giờ chết xi hết. Nói chuyện rất là xì tú bịch, bác nào trao lá cờ trong tay nó, rồi bản cáo trạng cáo buộc mày khùng quá, mày tưởng mày là ai vậy? Trời trời ơi, nhưng mà lúc này nó đang chửi ngày kẹt, nghe kỹ nè. Tên tuổi mình nó Không hề, trong cái thư kiện của họ cũng không không có có một dính tên lấy cái hình trang, tuổi nào mà trong đó. con còn bị dính vào trong những cái scandal đó, những cái trói buộc con vào trong những cái pháp lý đó. Thấy chưa? Có nghĩa là cái vụ kiện đó, ngày kẹt nó là gì nó, thì nó lại nói không, này là coi như là con bị cáo buộc. Bởi vậy thằng Hứng thì nó nghe bé tí mà bị kiện nó mừng lắm. Bây giờ bé tí rút bị mà ngày kẹt lạnh xương sống, rút lại đơn kiện nó đau khổ lắm quý vị, nó rất là đau khổ. Từ từ em sẽ phân tích tại sao cái đau khổ của nó nha, từ từ đi. Còn bây giờ mình nghe phần bò, có nghĩa là ngày kẹt á thì lạnh xương sống, nó đâm ngày xong cái bây giờ cái kỳ mà ngày kẹt đi xuống Florida chơi với mấy đại gia đó, cái nó đau quá. Em có cái show em nó nói vậy đâu quý vị. À, bây giờ mà anh mà tổ chức Trump Day đó
thì tụi em sẽ ủng hộ anh thôi. Và em sẽ bò sẽ ủng hộ ngày kẹt thôi. Trời, nói thì nói hả, coi như là bò rất là thương kẹt, bò thương kẹt lắm, sẽ có show đó. Nhưng mà xui sao á, là coi như là nó biết á, là ngày kẹt là coi giờ bây giờ là coi như ở trong húm mà, thì nó tấp qua một cái anh thần sẹt. Nhưng mà cái chuyện nó không thành vấn đề, nhưng mà cái em muốn nhấn mạnh như nè, cái mà em muốn nhấn mạnh á là nó lên nó nói rằng là nó đâu có đụng chạm gì đến ai đâu, mà người ta cứ số đem nó ra làm trò hề hoài. Bây giờ quý vị nghe cái phần nó nói nha. Nó quá phản cảm và nó đưa đến câu chuyện không có một bài học nào hết, nhưng mà họ còn sống với gia đình đó, bên cạnh đó họ được hỗ trợ quy một dàn ekip như vậy thì làm sao mà họ giặt hết. Nhưng mà biết đâu vài tháng nữa coi như là tâm giả tràng xe cát biển đông. Ồ ôi quý vị ơi, thực bị có phim hay coi đó quý vị, nhưng mà không đỡ nào đâu. Biết tại sao không? Tại vì nó thấy cái kỳ này chị bé tí không có đi rally theo cái event á, mà Thomas với Đạt đi á, thì nó nói là mấy tháng nữa, trời ơi, nó thấy vậy nó mừng lắm quý vị ơi. Nó tưởng Thomas với Đạt với tí là nghỉ chơi rồi. Cái công việc á, ủng hộ cho tổng thống á, thì quý vị phải phân biệt hai cái câu chuyện như thế này. Cái này là Jesse biết cô chú anh chị hiểu được, nhưng mà Jesse đang nói cho cái đám nó biết mà nó không chịu hiểu. Khi mà chị Tý làm cái event mà Tết á, chị Tý nói là sau cái event này chị Tý sẽ không có tổ chức nữa. Thì tụi nó tưởng á là Đạt với Thomas và chị Tý sẽ không đi những cái event mà tổng thống tổ chức. Nó không phân biệt được là va pháp tổ chức event và tổng thống tổ chức, có nghĩa là các cô chú anh chị tham gia dưới sự tổ chức của va pháp ở Tết là coi như xong cái event đó, là chị Tý, Thomas với Đạt sẽ đi theo từng tiểu bang mà tổng thống tới. Tất nhiên nước Mỹ có nhiều tiểu bang vậy quý vị. Nước Mỹ có nhiêu, 53 54. Má nghe thằng lên tính đính đính dạy thiên hạ mà coi coi như chơi coi làm qua Mỹ mà làm nói chuyện cho người Mỹ nghe đó, mà hỏi nước Mỹ có nhiêu tiểu bang. Thì khi mà nước Mỹ á 50 tiểu bang đúng không, và khi cái những cái tiểu bang của Đảng Cộng Hòa nó có những cái tiểu bang gọi là chiến địa, thì những tiểu bang mà chiến địa thì chắc chắn tổng thống sẽ bỏ thời gian tới vận động tranh cử. Thì trong một tiểu bang sẽ có nhiều thành phố khác nhau, thì tổng thống sẽ lựa cái thành phố nào mà gọi là cái khả năng mà để cho cái cử tri của ông ủng hộ ông để tổng thống làm những cuộc ra liền. Thì chị Tý nói rất là rõ và em Thomas cũng nói rất là rõ là sau này sẽ có những cái rally mà tổng thống đi thì tụi em sẽ đi, nhưng mà tụi em sẽ không đòi hỏi các chị đi. Vì sao? Vì cái chuyện mà không phải dễ dàng mà các chị bỏ cái chuyện công việc, cuộc sống các chị mà đi theo cái nhóm Va Phát như là Thomas với Đạt vậy chị Tý. Thì khi mà chị Tý cũng có những cái công việc mà nó hàng năm á, cái bằng thì nó phải có cái chuyện mình ở Mỹ mà hay nước nào cũng vậy, mình phải học thêm để cái bằng nó được giống như mình update cái kiến thức mình như vậy. Thì có những cái event mà nó trùng vào cái chuyện chị Tý học thì chị Tý không đi. Thì tụi nó tưởng rằng là Đạt với Thomas hớt tay chân chị Tý. Thì cái con bò mà thực ra mấy cái chuyện này là quý vị, khi mà em là một cái người gọi là học không ra trường và kiến thức vô cùng hạn chế, em nghe là em hiểu ngay. Tại vì chính bản thân của em cũng vậy, chính bản thân của em cũng vậy, có nghĩa là có những cái họp mặt gia đình đó, thí dụ những cái bậc mà trưởng bối mà 90 tuổi 100 tuổi đó, là coi như là em bắt buộc em phải xuất hiện. Tại em biết là cái chuyện đó là cái chuyện mà không biết cái chuyện mà tương lai ngày mai ra sao, nên là những cái bậc như vậy thì bắt buộc dù là xa cỡ nào em cũng phải lái xe đi. Tại em biết rằng là con người á, mình phải giữ cái hình ảnh kỷ niệm nó là vô giá, thì mình phải giữ cái hình ảnh đó. Nhiều khi em rất là mệt sau khi em đi làm về rồi em sắp xếp chuyện gia đình, nhưng mà
vì cái chuyện mà các ông cụ, các bà cụ lớn tuổi em cũng phải tới, cho dù em lái xe rất là xa. Đó là những cái buổi tiệc mà em biết rằng là cái thời gian đó là thời gian mình phải dùng cái chữ rất là quý báu, và sau này nó trở thành những cái kỷ niệm rất là đẹp, đúng không? Còn thí dụ như cái chuyện mà bù khú mà anh em cơ sành của em, tụi em thôi, kỳ này tao bận thì kỳ sau tao tới. Em không khe chuyện đó, là tại vì em biết là kỳ này em không chơi thì kỳ sau em sẽ chơi. Nhưng có những cái em bắt buộc em phải đi, tại vì em biết cái đó là cái nào nặng và cái nào nhẹ. Thì khi mà chị Tí nói cái event này chị Tí không đi vì chị Tí phải học. Và quý vị nên nhớ, thí dụ cái rally này của tổng thống mình không đi, có thêm cái rally khác chị Tí sẽ đi. Nhưng cái công ty mà chị Tí giống như làm agent đại lý cho các công ty bảo hiểm đi, thì hàng năm người ta tổ chức đó, người ta không thể vì cái lý do mình là đi ủng hộ mà người ta sẽ dời cái chuyện học đó, là cái điều đó là không có. Nên khi mà chị Tí nói, và nếu mình ngồi mình theo dõi những cái live stream chị Tí á, thì mình sẽ biết rất là rõ, vì đây là một cái chuyện nó rất là thông thường. Như thằng Hứng nó tưởng là chị Tí biện đạt với con mắt thất tay, nhưng mà khi nó nói điều đó em cũng chỉ mỉm cười thôi, tại vì em rất là tội nghiệp cho những cái con người đó là đã là con ếch rồi, nó đã nằm trong giếng thôi, nó đã nằm trong giếng á, mà cái giếng của nó còn không biết cái giếng nó nằm chỗ nào nữa quý vị. Tại cái giếng á nó không có nhiều loại giếng, nhưng mà cái giếng của nó nằm ở giếng nào nó còn không hay. Thì cái đó là lý do. Thì con bò này nè, khi mà nó live stream cái đó rất là mừng khi mà nó lên nó hả hê cái chuyện là giống như là chị Tí phải ở nhà, nhưng mà nó không biết cái chuyện học của chị Tí. Và em nói như thế này, Jessie đó, live stream nào của Thomas của chị Tí thì thường là 95% là em đã coi. Có nghĩa là em coi live stream luôn đó. Còn nhiều khi mà chị Tí live sớm quá, nhiều khi em ngủ thì thôi, nhưng mà thỉnh thoảng cái notification nó rang lên thì mình cũng nghe được, thì mình mở mình nghe vừa ngủ vậy đó. Thomas cũng vậy. Mà em thì lại không có cái thói quen, là em chat nhiều quá, em kể cho anh chị chat em cũng mà em coi cho vui thôi. Nên nghe cái chuyện á, em nhớ rất rõ Thomas và chị Tí nói cái gì, Đạt nói cái gì. Nhưng mà những cái đứa này nè, nó quen ăn không nói có. Thì khi nó thấy những cái chuyện mà nó rất là bình thường như thế này thôi, thì nó lên nó mừng, nó hả hê lắm. Mà nó lên á, là nó xin lỗi chuyện, giống như hiểu lầm hai bên á, thì bỏ qua. Nhưng mà coi cái giọng điệu của nó nha, cái live stream này của nó và cái live stream mà nó lên nó xin lỗi bé Tí không có cách nhau mấy ngày, mà nó lên nó chọc quê người ta nè, coi cái lòng dạ gọi là giống như là của ngài kẹt là ôm dân tộc vô lòng á. Còn cái lòng này là cái lòng gì nha, cái lòng này là cái lòng không có rê nè. À, đối với tình chị em của ba đứa mà đâu có thể nào cướp tay chơi được, phải để cho chị mình đi chứ, tại sao để cho chị mình ở nhà hoài vậy? Chị mình phải, tại vì á, tính ra là tiên cương và mày tập không trung phải biết phải lục nhiều hơn chứ, thấy không? Đúng không? Tại sao nó không đụng chạm người ta? Tại sao nó kêu là người ta đem cái hình dáng ra, nó kêu người ta là bé lùn, nó kêu người ta là ăn gian, nó kêu người ta là lừa đảo, nó kêu người ta lời cho cố. Những cái chuyện nó nói có phải là nó đang đụng chạm người ta không? Và khi nó đụng chạm người ta thì người ta chửi nó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà vậy nè, gái đó là phải đem mấy cái bài nói mà tổng thống chu cái mỏ rồi đôi coi gái như là con, rồi hất cái vai rồi chu cái mỏ rồi say hai trên cái phone của gái đó cho thằng Hứng nó nghe, cho cái gắm gái 17 nó nghe. Chứ chị bé Tí chưa bao giờ làm lố cái chuyện mà papa như thằng Hứng nói đâu nha. Thì em lấy clip con bò ra để em cho cô chú anh chị nghe. Ai mà muốn hợp tác như con bò, mọi người nhớ mua cái bảo hiểm insurance. Tại vì đó, đừng để giống ngày kẹt lại một người nữa giống như ngày tương lai thật đen tối, một người nữa lại chung số phận không khác gì ngày nha quý vị. Giờ nghe chút xíu nữa để nó chọc chị Tí, rồi em sẽ trở lại cái gọi là cái thằng Hứng chó chết nha. Nếu nhìn ra là phải ra vấn đề như vậy, nên là tại sao lại bỏ bé lùng
bơ vơ ở nhà với cái microphone và lên chửi chí chóe một mình như vậy, và còn phải đi học để buôn bán bảo hiểm và phải buôn bán một mình như vậy rất là tội nghiệp cho bé. À, bé cô đơn, bé cô độc. Còn tụi bay lại giúp nhau đi event, ăn mặc đẹp, uống rượu ngon, ăn uống ngon lành và đi gặp tổng thống, mà lại để cho bé ở nhà một mình như vậy, điều đó là không đúng nha. Chơi nó đàng hoàng. Cái kỳ đó đó là nó đi mà nó ngồi khách sạn mà nó không có đi ngủ được cái chỗ mà khách sạn mà nó gặp Thomas, như là nó lủi vô cái cây đó, là nó về nó nói chuyện hăng vậy đó, nói chuyện rất hăng. Bởi vậy ta nói rồi, người ta nói khi mà mình nói gì ra đó, người ta chỉ còn nghĩ đến mình thôi, cái lòng người ta còn mang mát. Ô, cái người này á, tôi rất là ghét nó, nhưng tôi thấy nó nói chuyện rất là ok, giống như có nhiều đứa nó ghét cái gì vậy đó, nhưng mà nó phải đau đớn rồi là Jesse nói chuyện rất thuyết phục. Cho dù Jesse chửi nó mà nó không thấy thuyết phục nữa. Chứ phải Jesse chửi nó mà nó không thấy thuyết phục nữa. Cho dù nó rất đau đớn, dù đau đau như thiến, nhưng mà vẫn thấy Jesse đó thuyết phục. Vì Jesse không có nói chuyện khơi khơi, Jesse không nói chuyện ocean. Thì con nhỏ này nè nó nói chuyện mà khi ta nhớ nó, trời ơi má ơi, kho Long Bình, má ơi, kích nổ đã kích hoạt. Kích nổ quý vị biết không? Thí dụ như mà mình trong cái lựu đạn nó có cái gọi là cái mọi kích nổ đó, mình phải giật cái đó ra thì lựu đạn nó mới nổ phải không? Thì cái mình giật cái đó ra là mình kích hoạt đó. Nhớ đến nó là nhớ vậy. Trời, tôi ngồi tôi suy nghĩ vậy nè. Trời, bác nào đưa cho nó lá cờ trời? Nó đang coi cải lương gì vậy? Hả? Hả, hát cái gì đó hồi xưa xa lộ không đèn. Trời, hồi xưa đó quý vị biết không, cái thời mà cái gọi là cái nền điện ảnh mà gọi là trước năm 1975 á, thì có những cái bộ phim á mà ví dụ như Kiều Chinh đóng, mà ví dụ người đàn bà cái gì không chân dung gì không, đại loại là những cái tác phẩm đó, cái thời kỳ mà rất là sơ khai của điện ảnh Việt Nam. Hay là coi mà Thanh Nga đóng phim. Nhỏ này nó biết nó coi bộ nào mà nó nhập vai vô ghê luôn. Bây giờ quý vị nghĩ đi nè, má nó là bạn ca sĩ Hoàng Oanh, tôi kể câu chuyện này mà tôi cứ mắc cười hoài, mà cậu nó là đàn cò trên gánh ở dưới Bến Tre đó, Mỹ Tho đó, nó có cái gọi á là một cái đờn ca, coi như là họ cái người dân Việt Nam họ sống nó rất là thoải mái. Có nghĩa là họ chỉ cần rảnh họ cầm cây đàn là ngồi họ hát, người đàn ca tài tử, đàn ca bộ đó. Có nghĩa là họ rất là ngân nga, rất là đơn giản. Nhưng cái đó là chơi thôi, cái đó không có được trả tiền. Bây giờ đó thì nó trở thành một nét văn hóa. Nếu quý vị có về Việt Nam mà quý vị đi đến Mỹ Tho hay Bến Tre đó, ở trong đó nó có mấy cái ốc đảo, một cái những cái gọi là những cái cù lao á, thì cái nơi đó nó hay để cái nhà hàng nổi, quý vị hiểu không? Thì quý vị đi những cái gọi là cái xuồng á, cái xuồng, cái ghe, hoặc là những cái gọi là, tôi nghĩ gọi là gì chứ tôi cũng không biết gọi là sao cho chính xác nha. Thì quý vị vô trong đó, nó đãi quý vị ăn trưa, rồi nó có những người đờn ca tài tử, thì cái đó bây giờ được trả tiền. Nhưng nếu trước năm 1975 đó, ngồi trên ghe, trên gánh mà dưới đó đạn nó bắn lủng não, quý vị hiểu không? Cái xứ Bến Tre là cái xứ đồng khởi, cái xứ mà gọi là người ta nói là ấp tôi nhớ cái tên để tôi nhớ lại coi cái gì đó tôi quên cái tên rồi cái tôi quên ông Diệm ông đặt cái tên gì tôi quên tự nhiên ta cái gì tôi tự nhiên từ tí xin nhớ lại đi. Thì cái nơi đó là những cái người đó là họ là thường thường Bến Tre là có một cái gọi là cái thời mà người ta nói là tập kết ra Bắc, là cái dân Bến Tre nó đi rất nhiều, ấp chiến lược. Tôi nhớ rồi, tôi chỉ nhớ từ tốt mà tôi không cần Google, tôi nhớ ấp chiến lược.
Thì cái nơi đó, đó quý vị biết không, người ta đờn, người ta hát buổi trưa, người ta nhậu nhẹt xong cái người ta đi làm đồng, người ta đi làm ruộng, rồi người ta về rồi người ta hát, làm sao mà gọi là trình diễn được. Còn bây giờ đó là cái đó nó trở thành một cái giống như là một cái nét văn hóa của đồng bằng sông Cửu Long, và đặc trưng của nó là gọi là đờn ca tài tử của mình sông nước. Thì làm gì má nó bạn ca sĩ Hoàng Oanh, mà cô Hoàng Oanh hồi xưa đó nó kêu ba nó là coi như là bạn của chú Mai Châu, mà tên là Giang Châu và Giang Mai, nhớ không? Những cái chuyện này nè là những chuyện rất là nhỏ nhưng mà nó rất là xui. Tại vì mẹ của tôi là người rất là mê ca sĩ Hoàng Oanh. Tại vì bà Hoàng Oanh là ca sĩ rất có đạo. Cô Hoàng Oanh ngâm thơ về đất mẹ rất là hay. Và ngâm thơ cái gọi là cái thơ đó, từ cái thời mà xưa, mà khi mà cô hát ở trên đài phát thanh đó, rồi cô hát ở ban Việt Nhi đó, của chú Đức đó, là cô là một cái người đó không bao giờ đi hát phòng trà. Má nó bạn ca sĩ Hoàng Oanh, cậu hát trên ghen cánh. Đây là một cái chuyện nhân thân của gia đình mình thôi mà mình chế như vậy nè. Những cái chuyện khác quý vị tin nó được không? Mình khi mà mình muốn tin ai là mình cứ việc tin, nhưng mà đây là những cái chuyện mà tôi chứng minh rất là nhỏ để cho quý vị nghe, để quý vị cười. Và những cái người nào mà nghe Ô La La Show là đều biết là tôi nói, tôi kể trước sau như một. Bây giờ nghĩa trang quân đội Biên Hòa, chiến sĩ Trận Vong, chiến sĩ Vong Ân, chiến sĩ Trận Vong là ngày người ta chết trận, người ta bị tử vong thì người ta gọi là Trận Vong, là chết trận và tử vong. Chiến sĩ Vong Ân. Cậu của Trang nằm ở đó, chú Trang nằm ở đó, ba Trang vì cứu ông đại tá mà bỏ chú của Trang. Hỏi ba Trang làm cái gì? Ba Trang làm thủy quân lục chiến. Thủy quân lục chiến sao lấy tàu? Mà tại sao nước Mỹ cái hệ thống Navy của nó rất phát triển? Nó có một cái lề dài lịch sử, mình học á về lịch sử đó, là mình biết để khi mấy cái thằng dốt nó nói chuyện á, mình biết nó xạo coi như mình cười thôi, chứ không phải mình đi lên mình chứng tỏ khả năng. Nên thí dụ đi, mình ngồi mình nói cái câu chuyện tôi ngưỡng mộ, tôi thích, tôi không cần phải là dòng họ nội ngoại tôi dính vô cái chuyện này, tôi không phải là công dân Mỹ, tôi vẫn thích ông Donald Trump được như thường, tôi vẫn thích tổng thống Trump được như thường, tôi vẫn thích cái tính cách trực tính của tổng thống Trump như thường, không phải cần là tổng thống của tụi tao, tôi vẫn thích ông Trump như thường và tôi thích rất là thầm lặng, tôi chẳng cần lên tôi khoe. Và tôi thấy những người đi ủng hộ cho ông Trump chân chính là tôi ủng hộ cho những người đó thôi. Tại vì tôi nghĩ cái chuyện như thế này nè. Những cái con người mà ngồi điên á, mà nghe con bò nói đó, một á là ghét bé tí đến nói là thù hận thôi, chứ không có lý do nào mà không có đứa cái đầu mà nhận biết cái lời nó nói thật hay giả được. Nhưng mà nè, mình ghét người ta, mình không làm được gì người ta, mình mượn tay người khác làm người ta đó, mình hả hê đó, thì thật ra cái đó cũng không sao, không sao, không sao. Nhưng mà nhớ cái điều này nè, nhớ một cái điều này thật kỹ nè. Nếu chỉ vì cái lòng mà tức giận vì bé tí vạch mặt những cái sự mà giống như ký giấy cho
bé tí vào Malago, hoặc là lỡ ăn tiền YouTube không có đã đó, ăn tiền khán giả mới đã đó mà ghét bé tí á, thì những cái này nè mãi mãi mà đúng ra là nói cái câu mà của ngài Kẹt á, cái điều này nó không làm mình lớn hơn được. Nói như gì gào máy lửa, những cái điều này á, là không làm mình lớn hơn được. Ngài Kẹt cũng nói câu đó nha, gọi là như là thằng bé sanh ra đó, gia đình cho ăn cái gì lớn lên giống cái đó. Nhớ ngài, mỗi lần tôi làm show mà tôi nhớ ngài là tôi cười. Rồi bây giờ ha, bây giờ em mời cô chú anh chị nghe cái này. Em nhớ hồi xưa lúc mà mới ra video đầu tiên 20 phút, xong cái quý vị kêu chứ thêm xíu nữa đi, các em lên thành 40 phút, lên thành 45 phút, quý vị thêm xíu nữa đi, các em lên thành 1 tiếng 15 phút, sau đó lên 1 tiếng rưỡi, sau đó lên. Đây là một cái chứng minh là nó lên, nó chửi người ta trước. Không phải là người ta chửi nó trước, nó lên nó đấu tố người ta, nó dựng những câu chuyện như chocolate, như bán hàng của Alibaba. Đây là một lần nó tự nó chứng minh em bị người ta chửi quá trời luôn. Không, nó là người lên kiếm chuyện người ta. Lúc đầu nó nói 20 phút, sau nó nói 40 phút. Đây là những cái lời nó đã nói. Nó là người kiếm chuyện với người ta nha. Nha lũ xúc phật. Sau đó lên 2 tiếng rưỡi, rồi lên tới 3 tiếng, rồi từ từ hôm bữa giờ mình thả dịch nó lên thành 4 tiếng, rồi từ từ tiếp. Nhưng mà không, nó lên nó thả dịch, nhưng mà nó không ngờ thằng Hứng á nó ghê, nó lấy cái câu mà nó nói nó là chăn dịch. Thì nó có chăn dịch hay không thì cái chuyện của nó hồi xưa không quan trọng, nhưng bây giờ nó muốn chứng tỏ đó là tôi bay thả dịch mà tao chăn dịch, về tao là người chủ chăn, tao mới là người postline nè, tao mới là người đứng dây chính, mới là đứng mũi chịu sao. Thằng này chỉ là cái thằng hình nền thôi, thằng này là thằng vô danh tiểu tốt, thằng này là thằng dốt, thằng này là thằng ngu. Bây giờ sẽ có clip chứng minh, không phải tự nhiên mà Jessie nói điều này, quý vị lắng nghe nè. Thả dịch nó lên thành 4 tiếng rưỡi, và đỉnh điểm vừa rồi là thả dịch một phát nữa là nó lên thành 5 tiếng 20 phút luôn quý vị. Trời ơi, công nhận không biết rằng là ở đâu không có tiền ra ngoài chơi, ở nhà nghe tự nói không có tiền, gia đình có điều kiện người ta đi vui vẻ. Thí dụ như chị Tí làm show thì tất nhiên là nó có cái chuyện mà giống như là chị Tí nói về cái vận động cho tổng thống Trump, hay là nói những cái rally, hoặc là nói về cái chuyện mà liên quan đến những cái chuyện mà ông Trump đang bị tòa án nó xử ép chẳng hạn, thì khác. Tụi này nó không có lên nó làm chuyện đó. Nó dùng 5 tiếng nó đấu tố cái nhóm người đi ủng hộ tổng thống Donald Trump nha. Chứ cái chuyện nó dùng 5 tiếng đó để nó kêu gọi cho tổng thống Donald Trump chúng ta không bàn ở đây, tại vì cái chuyện chúng ta là bàn là kỳ. Nhưng đằng này nó lấy 5 tiếng nó đi đánh phá những người ủng hộ cho tổng thống Donald Trump, kêu gọi cho những cá nhân ủng hộ cho ông Donald Trump. Và cái điều mà tôi thấy gì nè, cái số tiền cô chú anh chị nhận được, không phải cái số, phải nói là cái số tiền mà cô chú anh chị khi đóng góp mà cô chú anh chị nhận được cái receipt ấy, đó là một cái mà rõ ràng cho người nào thực tế khi đóng góp bằng đường link hoặc bằng check từ cái sự kêu gọi của chị Tí. Thì đây là những cái người thật sự, người ta là cái người đóng thật sự, người ta biết rõ, quá rõ rồi. Cái đám nó không đóng mà nghe cái đám không đóng nói nha. Nhưng mà chúng ta nhớ lắng nghe kỹ cái phần thả dịch.
và có một cái thằng tự nhận là chăn dịch nha. Rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp nè. Mà chuyện nó nhiều dữ vậy quý vị. Chị Tina tuần này anh Hùng lên tiếng là có mợ Wellcream ngục chim. Không biết mợ nào. Trời ơi, nói cái anh Hùng vẫn vô liền kìa. Hello. Dạ, em nghe anh một. Dạ, em nghe. À, chào tất cả mọi người. Tôi đã tranh thủ tôi lên tôi chào hàng chút xíu. Rồi lát nữa có mấy khách mời lên thì tôi sẽ nhường cho khách mời nói trước. À, trong tuần vừa qua thì chắc có lẽ có vài chuyện vui. Mà chuyện vui như thế nào thì tùy theo đề tài. Thì lát nữa chắc có lẽ là một sẽ show ra hoặc là các khách mời sẽ đề cập tới. Thì tôi nghĩ là khá là thú vị. Và coi như là cái nhiệm vụ của chúng ta để giúp đỡ bộ, để mà coi như làm sao là coi như là dập tàn cái bộ mặt của bé Tí và cái bộ tâm sơn, cũng như là những người còn hiện tại còn đang theo bé Tí đó, cho người ta thấy rõ vì cái sự việc như thế nào. Và rõ ràng là cái tác động của chúng ta đã, tôi nghĩ là tới giờ phút này thì cái sự thật bắt đầu nó cũng dần dần nó hé mở rồi, nên là rất là thú vị. Trong tuần vừa qua có quá nhiều chuyện để chúng ta, tôi nghĩ là có lẽ là nếu mà chúng ta khách quan á chúng ta sẽ cười được, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng thích biết tiếc là cho những người là đang có lòng tự. Tôi đang thất tiếc là sao ta? Thất tiếc hả? Thất tiếc là gì chà? Kỹ vậy? Tôi đang thất tiếc, nghe ngộ ngộ ha. Tôi đang thất tiếc. Cái gì kỹ vậy? Ông bị thất tiếc. Có nghe là tại sắp cắt tiếc ông này thì có thể chứ ông bị thất tiếc là sao ta? Nghe lại coi. Chúng ta còn đang theo dõi tí đó, cho người ta thấy rõ vì cái sự việc như thế nào. Và đã là cái tác động của chúng ta đã, tôi nghĩ là tới giờ phút này thì cái sự thật bắt đầu nó cũng dần dần nó hé mở rồi, nên là rất là thú vị. Trong tuần vừa qua có quá nhiều chuyện để chúng ta, tôi nghĩ là có lẽ là nếu mà chúng ta khách quan á chúng ta sẽ cười được, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng thất tiếc là cho nên chúng ta tôi thất tiếc má nó hàm nói mất rồi. thất tiếc là gì để coi. Để tôi bấm Google coi thất tiếc là gì. Tôi sợ tôi dịch sai phải không? Thất tiếc là gì ở trời ơi phải bấm nữa. Thất tiếc theo từ Hán Nôm. Thất tiếc có nghĩa là không giữ được sự ngay thẳng thủy chung. À nó thất tiếc là nó không có thất tiếc không giữ được sự ngay thẳng thủy chung. Vậy thằng này nó mới đi ngoại tình về nó bị thất tiếc. À trời ơi, cái chữ thất tiếc này mà tôi phải đi lên Google tôi dịch đó. Vậy lần này nó mới đi ngoại tình về quý vị ơi. Vậy là nó mới trao cho ông bò cái con cờ trong tay. Trời ơi, nó mới đi thất tiết về. Nó tự nó nói nha, mình không có nói luôn. Mình em lấy từ trong channel của nó đó, không có một cái câu nào mà em cắt hết á. Trời, em cắt làm gì? Thất tiết là không giữ được sự thủy chung. Wow, vậy là mới mới cho con bò nó ngắm con cờ. Ngắm con cờ màu gì nè, là đang có lòng tự trọng, có hiểu đó. Thất tiếc sao mình có lòng tự trọng đó hả? Ủa thất tiếc sao có lòng tự trọng được? Thất tiếc là mình không có giữ được cái sự thủy chung của mình á. Vậy lúc đó sao mình còn giữ được lòng tự trọng ta? Sao kỳ vậy ta? Nói gì khổ vậy? Hơi ngộ nha. Hơi nhiều luôn á. Ôi thất tiếc mà không giữ được lòng tự trọng. Ủa mày bị thất tiếc rồi sao mà mày giữ, là mày thất tiếc là xong rồi, mày còn tính giữ lòng tự trọng gì đấy hứng? Tôi nói rồi, thành kính phân ưu cho cái thằng này. Nó nói như vậy đó quý vị. Cái này là không phải là nó mới vô show thôi đó.
mà nó đã nuốt micro rồi, nó nói chuyện có đúng có sai đó, mà nó xài hết nè quý vị. Còn bên coi như là vẫn còn phải bám theo bé tí, tôi lấy một sự hết sức là tôi đã đáng tiếc cho những quý vị đó. Trời, mọi người ở đây tao đáng tiếc cho mày hết rồi, mọi người đây rất đáng tiếc cho mày, chứ không ai mà hả mà để cho mày lo mày đáng tiếc đâu, mày đâu có thủy chung đâu. Đúng không, mày mới đi làm chuyện gì có lỗi gia đình phải không? Mới kêu lên là tôi thất tiếc nó. À, theo cái tí mà coi như là để coi như là thách thức từ này nọ đó, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ sáng mắt ra và thêm cái sẽ chịu cái sẽ thôi. Đúng rồi, họ sáng mắt ra là tại vì họ nhờ họ uống cái thực phẩm chức năng mà nó bổ sung đó, thì có thể là mắt họ sáng ra. Đừng lo, mình không có uống nên mắt mình nó vẫn mờ, biết không? Có 24 đô sao có tiền mua thuốc uống. Nên nếu mà mắt mình có mờ đó, thì cũng buồn cho phận mình đi. Còn cái chuyện người ta có sáng mắt hay là rõ mắt á, chuyện của người ta. Coi như là nếu mà chúng ta kết thúc câu chuyện đó, thì họ sẽ ra cái chuyện nhục. Chuyện nhục đó coi như. Ôi, khi mà kết thúc câu chuyện thì họ có sử nhục hả? Ôi ơi, mọi người yên tâm đi, thằng Hứng này nó không có biết nhục. Mình phân tích bao nhiêu cái show nó nói bậy rồi, mà nó còn không biết nhục, nên chúng ta không việc gì phải nhục, vì chúng ta có làm sai đâu mà nhục. Nhưng cái thằng này nè, thằng này nó đứt với thần kinh nhục là có nó nha. Người ta sẽ nhục không? Mày người ta có nhục hay không á, người ta vẫn còn cái thần kinh cảm giác. Còn cái thằng này nó đứt với thần kinh cảm giác, nó không có biết nhục, nó nói sai mà nó không biết nhục, vậy thằng này nó nguy hiểm hơn ha. Đừng có lo cho người ta, lo cho phận mình đi. Đây là một bài học cho họ và coi như cũng đối chúng. Ô, đây là bài học cho họ. Ô, đây là bài học cho họ. Bài học gì? Bài học gì? Bài học gì? Hồi xưa đó quý vị, em kể với nghe chuyện này nè, em á, em rất là ghét cái dạng này nè. Thí dụ như nói chuyện nè, tao nói mày không nghe, mai mốt mày té đi cho mày sáng con mắt. Thí dụ vậy ha. Có nghĩa là mình rất mong người ta thất bại. Cũng như nãy em nói câu là thí dụ như là mai mốt mà ai hợp tác như bò đó là một ngày nữa giống như ngày kẹt tương lai thật đen tối. Cái đó là cái câu, là cái câu chuyện nó xảy ra rồi. Cái câu chuyện nó đã có xảy ra rồi và đúng là có người đau đớn. Mà giống như là nguyên dòng họ nhà kẹt bị hết mà. Con có ngựa cũng bị luôn mà. Thì cái đó, đó là không phải một hai người mà là cả một cái đám. Mà hồi xưa là gọi là gái 45 số 1 á, mà gọi là quái chè đậu. Thì cái câu chuyện mà em nói rằng là lại một ngày nữa giống như cái đám ngày kẹt đó, là em nói là tại vì cái bản chất của người này nó không thay đổi. Còn cái thằng này nè, là nó nói chuyện khơi khơi, là cái đám nào đó sẽ học được bài học. Bài học gì? Ai lường gạt ai ở đây mà nó mong người ta thất bại? Cái thất bại của người ta nó nằm nó hả hê lắm phải không, nó vui sướng, nó hạnh phúc lắm phải không? Cái con người nó bệnh hoạn vậy đó quý vị, mà người ta đụng chạm gì nó không nó lên chửi người ta. Cái người ta mới đi chứng minh là người ta không có như vậy. Cái nó kêu là tụi bay sẽ gặp thất bại, tụi bay sẽ có những bài học. Mỗi con người già như thế này sống gì có chật đất không quý vị? Tụi bay không nên so sánh cái chuyện tao nói về con bò và chuyện thằng Hứng này nha, cái đám ngu. Chị Jessie mà đã gọi là nói chuyện logic á, tao nói là năm thằng như thằng Hứng tao ngồi tao còn nói được, chứ đừng có nói một hai thằng mà nhảy lên cầm cái micro muốn nuốt micro nói chuyện. Jessie đã từng nói năm thằng như thằng Hứng đó còn nói chuyện không lại Jessie, chứ đừng có nói cái câu mà tới nhà nói chuyện với chủ nhà ở đợi. Cái câu đó đó, vì cái câu đó tao chửi thằng chó này suốt cuộc đời. Tại vì chưa bao giờ có một cái đám nào, một cái thằng chó đẻ nào, ngay cả ngày kẹt đó nha, mà dám nói cái chuyện này. Cho dù mình nói chuyện với người ta, mình phải tôn trọng người ta. Mình nói người ta cái câu là qua Mỹ như ngu kỹ, thằng kia nó homeless, thằng già kia nó homeless, tôi không phải homeless. Mà cái nhà của thằng 90 ngàn đô này nè, nhà tôi mua được bao nhiêu căn nhà nó, mà nó kêu cái câu mà nó dám nói với tôi như vậy, tôi chửi nó được không? Tôi chửi nó được không? Nên tôi nói rồi, đừng nói một Hứng, cỡ năm thằng Hứng này ngồi chung với nhau, nhập năm thằng là một, tôi còn nói chuyện được, chứ đừng nói một thằng Hứng này già mà rất là ngu, ngu mà khoái chứng tỏ.
tiếc cho họ. Tôi rất là ghét cái chuyện mà mong người ta thất bại cái kiểu này. Mà trong khi nó kêu nó ủng hộ ông Trump, nó kêu là nó nói người ta là sẽ sáng mắt ra. Ủa, nếu nó thấy được sự lừa đảo bé tí, nó phải là cái người đi thưa đi su, đó là nó nói nhảm không à? Cái tổ chức Va Pháp, nó kêu là Vinh Pháp rồi Qua Pháp, nó còn sợ cái chữ đó để nói không chính xác để người ta khỏi thưa nó. Chứ ở đó mà bị đặt chửi tôi không sao, chửi dòng họ tôi không sao. Ủa, chửi mày đâu có sai đâu mà sao chứ không sao. Chửi quá đúng mà, còn dòng họ bất hạnh mới đẻ ra thằng như thế này. Đúng không, ngoài chúng ta sẽ thấy. Và bây giờ thì tôi sẽ tranh thủ là nói tiếp về cái bây giờ như thế nào vậy? À thôi, bây giờ Một khoan, để anh nói tiếp. Bây giờ chặt mới là có cái vài vấn đề có những người hát tôi là tại sao là mày không thấy mày này, tại sao mày không có kia. Tôi chỉ xin có rất nhiều câu trả lời. Nhưng mà thôi bây giờ tôi xin trả lời như thế này. Đối với quý vị mà coi như là từ Thái Phan, từ dòng sông Coi, từ bé tí. Thấy chưa? Thái Phan hay dòng sông Coi? Ông Thái Phan á, cũng bị nó đem cái thằng chó đem lên. Khi mà chửi người ta chửi lại lũ súc vật là đúng rồi. Anh Thái Phan anh tự nhiên anh ngồi anh nói chuyện rất là bình thường. Thí dụ như là quý vị hãy đặt lòng tin cái nó kêu người ta là thải phân. Rồi thí dụ như là anh Thái Phan anh quý chị bé tí, anh và anh chở chị bé tí từ sân bay. Thật hơn Hawaii nó nhỏ lắm quý vị ơi, từ sân bay mà về trung tâm nó không bao nhiêu phút cả. Phương tiện mình nó rất là dễ dàng để mà chúng ta đi taxi, đi dễ lắm. Phương tiện công cộng của mình nó rất là dễ, cả một ngày đi xe bus không bao nhiêu tiền, hoặc là đi taxi cũng không bao nhiêu tiền, có mấy chục đồng bạc. Nhưng mà cái chuyện tình cảm người ta đón tiếp, mắc cái chó gì tự nhiên kêu ta là thằng lái taxi. Ông kia ông tức quá, ông cho ông là nghề taxi luôn. Ông để taxi thôi mà ông mua được hả gần nửa căn nhà của mày rồi đó hứ. Uống thuốc đó, thực phẩm chức năng thôi. Ông nói là ông sẽ mua đến mức độ mà gọi là ông mua đến lúc mà gia đình nội ngoại ông khỏe mua bằng căn nhà mày luôn á. Giấc mơ Mỹ của mày là bằng đống thuốc thực phẩm chức năng ông uống. Nói chuyện rất hồ đồ. Tại sao mày không làm cái này đây? Đây là tôi chỉ sẽ trả lời một câu giống như thế này. Khi mà tất cả mọi người ai đó mà muốn đặt yêu cầu cho một người nào đó thì mình phải xem lại là mình đủ tư cách để mình đặt câu hỏi đó hay không. Ồ vậy mày có đủ tư cách mày đặt câu hỏi với bé tí là mày đi bay với bé tí không? Ủa? Mày vô duyên quá đi. Mày biết nói cái câu là khi mày muốn trả lời câu hỏi là khi mà muốn đặt câu hỏi thì mày có bị đủ tư cách không? Ủa vậy mày có đủ tư cách mày chất vấn bé tí không? Mày có đủ tư cách mày đi bay bé tí không? Ủa mày là cái gì mày đòi mày kêu bé tí ra phải đi bay với mày? Mày là cái gì? Chính miệng mày nói nha thằng già. Mình phải xem lại là mình đủ tư cách để mình đặt câu hỏi đó hay không. Ủa vậy mày có đủ tư cách mày đặt câu hỏi đó với lại bé tí không? Mày có đủ tư cách không? Mày muốn là coi như là dòng sông Coi, thằng dòng sông Coi, yên tâm đi. Anh dòng sông Coi á, anh Dũng á, anh Thái Phan, tao sẽ mời lên làm show thường xuyên lắm. Nó sẽ lên nó chửi tụi bay. Cái đám tụi bay chửi thì cái đám tao chửi lại tụi bay. Chửi lại mà gọi là coi như là cho tụi bay gọi là ngóc đầu lên không nổi luôn. Nhưng mà đầu tụi bay là tự thua là tụi bay ngóc lên không được rồi. Tụi tao biết nhưng mà tụi tao sẽ chửi tụi bay. Tại vì sao? Tụi bay nghĩ rằng là tụi bay nói vậy là ghê lắm. Nuốt micro là tài lắm phải không? Tụi tao sẽ cho tụi bay tội nguyện nha. Yên tâm đi. Tụi bay nói là người ta có đủ tư cách hỏi mày không? Vậy mày có đủ tư cách mày hỏi bé tí, mày debate bé tí không? Còn cái chuyện này quý vị, em cũng tính cái câu chuyện này em bỏ qua rồi. Quý vị biết không?
Em khi làm show á, em thật ra em muốn để cái hình ảnh của cô chú anh chị lên cho nó vui, rồi để những cái sự kiện của Va Phát lên. Thật ra thì em cũng chẳng có đẹp, cũng không phải là đẹp quá, nhưng mà xấu thì cũng phải là không phải là xấu. Nói chung là điện nước ba dòng thì ok. Nói chung là người thì không, người thì có thể người này nhìn mình đẹp, có thể người khác nhìn mình không đẹp, hoặc là họ thấy mình bình thường cũng chẳng sao. Nhưng chắc chắn là coi được. Không có đuôi mùi sức mẻ, không có đứt tay gãy gọng lòi chề gì á. Nhưng sao nữa đem cái đám mà cặt con nè, rồi ý hức hệ lên 4-5 tiếng đồng hồ, rồi Phương Nguyễn, rồi Bún Nguyễn gì đó, nó đem mấy cái người đó lên, nó cũng đâu cho người ta xuất hiện cái mặt đâu quý vị. Thật ra những cái chuyện người ta muốn xuất hiện cái mặt hay không là những cái chuyện cá nhân của người ta, cái ý kiến người ta. Ok, tôi cũng không khe những cái chuyện ý kiến, thậm chí là ngay cả thằng Hứng này tôi cũng không khe cái chuyện là ý kiến. Nhưng mà khi nó vượt qua khỏi cái sự cho phép của nó thì người ta hỏi. Thí dụ như nó chuyện là ok, tôi sẽ tranh luận với Jesse cái chuyện này, cái Jesse nói cái này, ok fine, thắc mắc đó là matter, không sao cả. Tại vì sao? Cái tôi và anh Thái Phan hay là cái anh kinh dòng sống có, ok, mình tranh luận với nhau có nghĩa là mình đem cái ý kiến mình ra và cái tư duy của mình, cái khả năng mình nói về cái câu chuyện đó. Thí dụ như anh Dũng anh nói về cái chuyện về cái sự kiện đóng góp cho tổng thống, anh có đóng góp, anh có đi rally ủng hộ cho tổng thống Trump. Anh được cái chuyện là khi anh trôi theo nhóm Va Phát thì anh sẽ được không phải get like để chụp và hình, hoặc là get like để mà ngồi nghe tổng thống phát biểu. Thì cái đó là chị Tý nói. Thì có nghĩa là mình phải có những cái trải nghiệm thực tế thì mình mới biết người ta có lừa mình hay không. Bây giờ nè, chocolate, lời nói rồi không lấy lại được, vậy nó kêu người ta ăn cắp chocolate. Vậy cái lời nói nó nói rồi nó có lấy lại được hay không? Và nếu thật sự là bé tí bán hàng của Trung Quốc Alibaba cái gì đó, vậy cái bằng chứng đâu? Trong khi tiền cầm cái hộp á, cái tiền mua cái thuốc đi cầm cái hộp nó chưa bao giờ có. Mà bây giờ thí dụ như bây giờ nó nói là ok, thực phẩm này rất là xấu, rất là tệ. Thì bây giờ như thế này, đơn giản lắm quý vị. Quý vị là khách hàng phải không? Quý vị ra quý vị mua kem, thí dụ như kem của Nhật, những cái đồ dưỡng da Nhật nó có nhiều loại lắm. Thí dụ có Shiseido nè, nó có nhiều cái của SK nè, nó có nhiều hãng lắm quý vị. Nếu quý vị đi qua bên thị trường Nhật, nó là một cái nơi mà cái phải gọi là cái mỹ phẩm nó nhiều vô cùng, những cái mall của nó phải nói là nó rất là nhiều. Thì nó sẽ có cái tầm trung bình đến cái tầm khá, rồi cái tầm mắc. Thí dụ cái đồ của Kỳ Duyên mà bán ở Việt Nam mà đồ của Nhật đó, cái loại đó loại rất bình thường của Nhật. Nhưng cái đó cũng là của Nhật sản xuất, nhưng mà loại bình thường. Thì nếu quý vị mua những cái loại cao cấp đó, thì cái cũng là kem, người ta cũng ở kem dưỡng, nhưng mà cái loại đó nó được giống như là nó cái thành phần của nó thí dụ như bây giờ cái người sản xuất người ta mới biết rằng là ok, nó bỏ bao nhiêu cái giống như là mình nói là những cái hợp chất vô để nó làm tốt cho da đi, mình đâu có biết. Nhưng khi mình xài rồi thì nó ok, cái đồ tốt thì nó sẽ tốt, cái đồ không tốt thì nó sẽ có cái tác dụng từ từ hay gì đó. Nhưng mình không xài, mình không mua mà mình nói như là thánh là điều đó bất hợp lý. Rồi bây giờ tôi quay lại câu chuyện, thí dụ anh Dũng, ảnh là cái người uống thực phẩm chức năng MMN, thì khi anh uống 10 hộp, ảnh chụp hình cho tôi thấy được, ok, cái bàn tay trước khi tôi lên cái show đó là tôi đã nhận được cái hình của anh Dũng. Và tôi nói là những cái gì tôi nói, tôi rất là ngại là tôi
phải mang cái tiếng là tôi phải quảng cáo cho chị tí, hoặc là tôi phải lấy lòng gì, tôi rất là sợ những cái chuyện đó nên tôi rất là thận trọng. Thì khi anh gửi cho tôi cái hình đó thì tôi nói ồ, em chúc mừng anh là anh uống cái này nó hợp với anh quá. Tại vì ngay cả cái sản phẩm mắc tiền đó quý vị, nó cũng có cái sản phẩm nó sẽ không phù hợp với cơ thể mình. Nhưng ảnh đã dùng cái câu là phước chủ may thầy, nghĩa anh cũng chỉ là thử cho biết thôi. Nhưng khi anh nói là tôi đã chữa 5-7 ngàn tiền mà chữa bệnh của cái bác sĩ chuyên khoa về da rồi, nó không có thay đổi. Nhưng khi mà tôi uống cái này tôi thấy thay đổi, thì ảnh là một người có trải nghiệm và anh biết kết quả thực tế cái đó nó có tốt cho cái cá nhân của ảnh. Và ngay cái vợ của ảnh, anh nói là chị vợ của anh đó, chị của chị là chị vợ anh, là anh nói là anh nói với tôi là vợ anh đó, thì tôi kêu bằng chị đó, là chỉ có cái bệnh ho em, nhưng mà khi chị uống cái này vô thì dự dịch anh thấy chị khỏi. Thì nếu một người nào uống người ta không có quớt đi thì cái người đó cũng chỉ có thể nói một câu là hình như cái sản phẩm này nó không phù hợp với tôi. Nhưng nếu một người nào đó chưa uống mà nói cái sản phẩm này là lừa đảo, là không tốt cái này kia, là cái điều đó bất hợp lý. Tại vì sao? Ngay cả thuốc á, thì quý vị cũng có thuốc đó, mình cũng bị side effect, đúng không? Thì không có lý do gì thực phẩm chức năng mà có người hợp, có người không hợp. Nhưng mình là cái người mẹ chưa uống, mà chưa cầm được cái hộp, chưa uống được nửa viên mà đi nói như thánh, thì cái điều đó tôi cảm thấy nó rất là lố bịch. Đem tiến sĩ đu dây điện rồi đi anh ông Thái kêu đi dây đụng là nói làm gì. Ok, bây giờ nè, chuyện đó rất là đơn giản. Quý vị có tiền, quý vị mua xe, quý vị mua xe Đức, quý vị mua xe Anh, quý vị mua xe Nhật, nhưng quý vị đi xe đạp mà quý vị nói về, quý vị đứng thì chỉ ba cái xe đó không bằng chiếc xe đạp là chết rồi. Nếu quý vị là người có tiền, quý vị thích sự luxury rất là nhìn nó rất là hầm hố, thì quý vị sẽ chọn xe Anh chẳng hạn. Chứ Range Rover nó rất là hầm hố, nhìn nó rất là bự, mà nó làm cho cái cảm giác giống như là người nó giống như phải có một chút xíu gì đó là phải tính cách. Nhưng nếu quý vị là một người rất thích sự tao nhã, quý vị thích sự mềm mỏng, sự sang trọng, sự giống như là nó đi với cái gọi là cái bề dày lịch sử, thì quý vị chọn chiếc Mercedes-Benz, đúng không? Hoặc là cái dòng mà BMW. Nhưng nếu quý vị là cái người mà đi lái xe mà gọi là xuyên bang, hoặc là quý vị thích sự bền, mà nó một cái chuyện mà nó giống như là nó không có những cái bệnh lặt vặt, thì quý vị sẽ đi chiếc xe Toyota. Thì cái chuyện đó là một chuyện rất là bình thường, là vì quý vị và cái túi tiền của mình, cái phân khúc mà mình hướng đến là cái mức độ, cái giá tiền mà khi mình có nữa. Chứ quý vị đi xe đạp, quý vị nói chuyện Mercedes, quý vị nói chuyện Range Rover, hay là quý vị nói chuyện Lexus, quý vị nói chuyện Toyota là quý vị bất hợp lý lắm. Tại quý vị không hề biết cái con mẹ gì hết á. Ok, quý vị coi khơi khơi trên trên tạp chí hoặc là trên những cái thông tin chỉ số, nhưng quý vị chưa hề lái, làm sao quý vị biết cái xe đó trải nghiệm như thế nào? Mà quý vị ngồi quý dạy người ta, quý vị lấy một cái thông số kỹ thuật, quý vị đọc rất hay, đọc thênh thang, mênh mang, mông lung lung tung gì đó, rồi sao? Quý vị có lái chưa? Quý vị có cảm nhận chưa? Thí dụ giờ quý vị phải cảm nhận. Thậm chí bây giờ nếu quý vị là một người lái xe, mà lái xe xăng, mà quý vị ngồi chê thằng lái xe điện, hay thằng lái xe điện ngồi chê, quý vị phải lái xe hai chiếc, quý vị mới biết cái cảm giác, quý vị biết sự khác biệt. Không biết, không có gì hết. Lái xe đạp, xe mà người ta, xe người ta chạy bằng xăng, còn xe này chạy bằng cơm á, phải ăn cơm cho no rồi mới có sức đạp. Quý vị ngồi nói chuyện xa hơi, quý vị có phải phi lý không? Nếu quý vị là một người có kiến thức, quý vị phải thận trọng lời quý vị nói. Theo lời này là có tư cách đó. Mà quý vị đã có tư cách, quý vị ngồi quy dạy những người người ta đi ủng hộ một cách mà nhiệt tình, quý vị ngồi dạy người ta, coi chừng bị lừa đảo. Mà lừa từ cái gì? Bây giờ nếu thật sự
Ngày hôm nay tôi lên tôi kêu gọi nè. Nếu ai đã từng bị thằng Đạt, thằng Thomas nó lừa một cái gì đó, thí dụ như đóng một cái tấm hình 23.000, 25.000 nào đó, quý vị viết trong cái comment này đi. Rồi quý vị cho tôi cái cuộc phone, tôi sẽ gọi tôi kiếm quý chị, tôi đem quý chị lên show. Nhưng mà quý vị phải thật nha. Quý vị phải có hình ảnh chứng minh, phải có receipt, phải có hình ảnh ở ngày tháng nào, hình ảnh nào, chụp hình, rồi thí dụ như là như thế nào đó để tôi tin rằng quý vị bị biện đạt rồi. Chứ phải quý vị viết vài câu vớ vẩn là tôi tin quý vị biện đạt hay chị bé tí lừa đâu. Cái điều đó tôi không thể chấp nhận được, chứ tôi phải lăn nứt. Thí dụ như quý vị nói là tôi bị ăn cắp, bé tôi hay bé ký ăn cắp 4 cục chất của lịch là tôi bật ngỡ. Vậy điều đó tôi không bao giờ tin được, là sao? Trời quý vị ơi! Má cái xứ này á, ta sợ ngọt lắm quý vị. Mình ăn cái đó đó, quý vị biết tại sao mà cái chocolate đó người ta làm ngọt đó là tại vì người ta trong cái đó nó có đường nhiều đó. Và cái chất coca nó làm cho cái thần kinh mình nó dịu xuống khi mình mất cái energy và nó mau trở lại. Có nghĩa là những cái chất xúc tác trong não mình nó làm cho mình khi mình mệt mỏi mình uống coca hoặc là mình uống ăn chocolate mình hay trở lại cái trạng thái cân bằng, lý do là nó có được một cái chất làm cho cái thần kinh mình nó bớt mệt mỏi. Nhưng nếu quý vị ăn quá nhiều, quý vị sẽ trở thành overweight. Nên sau này người ta ăn chocolate nhưng mà ta lựa chocolate đen, chocolate không có nhiều đường, thậm chí là 90% là dark chocolate, thì không có lý do mà dark chocolate rất khó ăn, chỉ dành cho những người nào chịu khó ăn đắng thôi chứ không phải dễ ăn. Thì quý vị nghĩ sao mà đi tổ chức sự kiện tốn bao nhiêu thời gian tiền bạc đi ăn cắp chocolate. Nên nếu thật sự có ai bị bé tí lừa đảo, ai bị bé tí gọi là giống như là không, ví dụ mà đặt phòng rồi tự nhiên rồi không tới nhận phòng mà kêu bé tí lừa đảo, nó không, tôi không chấp nhận nha. Đóng cho bé tí 23.000 đô, bé tí cho mình những cái đó, tôi sẽ mời quý vị lên nói. Còn nếu thật sự quý vị ngồi với quý vị đoán, quý vị đừng đoán những cái chuyện này, rất là tội cho người ta. Mà quý vị biết không, mình ghét người ta đó, mình cũng không làm việc gì người ta đâu. Thí dụ như tôi nói như câu là tôi không ghét ngày kẹt, thì tôi thấy là chính ngày kẹt tự nói bậy là bị tự nhục rồi. Nhưng mà tôi làm show lại, tôi cho ngày kẹt á, bớt lố lại thôi, bớt đỉnh của đỉnh lại thôi. Chứ còn mà thật ra mấy cái chuyện này ghét thương gì đây? Có những con điên nó kêu tôi mê ổng chứ, tôi rất là bệnh với mấy cái con điên đó. Tại thứ nhất là tôi rất ghét người xấu, vì tôi nhìn người xấu như thằng Hứng, như thằng Kẹt là tôi nhìn là tôi muốn ói rồi. Mà tôi nói quý vị nghe, mấy cái thằng nó già mà nó trên 60, 70 đó. Cái này là em nói nè, cô chú anh chị nghe cũng bớt, đừng có bị giống như nhạy cảm nha. Mấy thằng già mà kiểu mà ham nói như Hứng vậy là cái miệng nó phun nước miếng tùm lum, mà trời đứng gần là nhìn nói chuyện còn không muốn nhìn thẳng mặt á. Ai mà nổi mà mê tụi này, như ngày Kẹt nói chuyện á. Má ơi, cái micro mà ngày Kẹt xài là sau này xét không mà, tại nước miếng văng nhiều quá. Nói cái kiểu đó là thì nó không kịp suy nghĩ, quý vị hiểu không? Nên á, khi mình muốn ghét người ta, mình mong cho người ta thất bại là cái chuyện mình quá xấu. Nhưng mà vậy nè, tự bản thân người ta đã đưa xuống. Nếu người ta làm chuyện người ta là bị trái ý, trái tay gai mắt. Cũng như ngày Kẹt hồi xưa, đã có một người đàn ông thắng phụ nữ, đó là Johnny Depp. Giờ người đàn ông thứ hai đó là Nguyễn Vũ, có thắng không, có thắng hay không mà mình nói ra là lời nói mình nó bị Jesse nó thâu. Bởi vậy tôi nói rồi, thêm cái thằng Hứng này nữa, nói chuyện ra phải có tư cách. Vậy nó có tư cách không, nó có tư cách không, hay nó đắp có? Có rất nhiều câu cách để đặt vấn đề, nhưng mà tôi chỉ trả lời một câu như thế này thôi. Và tôi hỏi trở lại, các người này quý vị coi lại là quý vị đủ tư cách để hỏi tôi câu đó hay không? Và tôi khẳng định rằng tôi không trả lời là tại vì quý vị không đủ tư cách để hỏi tôi câu hỏi đó. Thế thôi, that's it. Trời ơi, that's it. Nó lên nó nói chuyện ghê không? Quý vị thấy nó nói chuyện ghê không? Quý vị nó nói chuyện kinh khủng không? Giờ mình nghe lại khúc nó nói chuyện nha. Lúc này tôi đâu cần phản biện, má cái khúc này mà cho bà tí bà cười chết nè. Mà lúc này chị tí chị bận quá, không muốn gửi má mấy này, gửi cho bà mà còn bà sẽ nổi sung thiên lên nữa.
Ủa gì nó tụi này nó không đủ tư cách, vàng hứng này có tư cách hả? Mà tư cách của nó ai quyết định? Nó quyết định hả? Hay là ba nó quyết định? Hay là dòng họ nhà nó quyết định tư cách của nó? Ồ, ai ai mà coi là nó không trả lời người ta, người ta không đủ tư cách. Vậy giờ hỏi ngược lại nó là ai mà nó hỏi bé tí gì, nó có đủ tư cách không? Nói chi vậy? Nói chi cho con chết xì nó phân tích để đội quần vậy trời? Nghe lại chút xíu đi. Tất cả mọi người, ai đó mà muốn đặt yêu cầu với một người nào đó thì mình phải xem lại là mình đủ tư cách để mình đặt câu hỏi đó hay không. Biết có rất nhiều câu cách để đặt vấn đề, nhưng mà tôi chỉ trả lời một câu như thế này thôi. Và tôi hỏi trở lại, chắc người này quý vị coi lại là quý vị đủ tư cách để hỏi tôi câu đó hay không? Và tôi khẳng định rằng tôi không trả lời là tại vì quý vị không đủ tư cách để hỏi tôi câu trả lời câu hỏi đó. Thế thôi, that's it. Rất là ngắn gọn. That's it, rất là ngắn gọn. Xong cái cuốn này hôm nay là sẽ có một đám người lên chửi thằng già này. Tại vì nó nói chuyện ngu quá đó quý vị. Sẽ có một đám người lên chửi nó và cũng lên bịt miệng nó. Sao mày nói chuyện ngu quá vậy? Mày đi lên mày hỏi người ta, mày muốn debate với người ta, mày có tư cách không? Tư cách của mày ở đâu? Thì cái đám người nào đó người ta hỏi là y chang kiểu vậy đó. Cái mày kêu người ta không có tư cách. Ông ngộ ghê. Ông ngộ ghê. Giờ nghe tiếp nè. Nghe tiếp cái phần nghe não trái não phải lại để có mình có tư cách nè. Có một người cái là tổ pháo, vậy thì chắc anh này là chắc có anh ý thức hệ này là chắc có quan hệ với tổ pháo và tổ khôi rồi. Cho nên là anh mới biết được nhiều câu chuyện về tổ trưởng tổ khôi. Trời ơi, ý thức hệ mà, nhưng mà ý thức hệ chị nói như vậy để cho quý vị khán giả đón xem cái chương trình kế tiếp vào ngày chủ nhật nữa mà ý thức hệ. Ok. Có thời gian quá đáng. Thì bởi vì em nói đó là bộ coi là giữ mấy cái clip mà ai gửi cho những cái cộng tác viên của bộ coi giữ cho kỹ, em nói là vậy đó, bộ là tiểu thú gì vậy đó nữa đó, là mình ví dụ như mấy tí có ranh chức này chức kia đó thì mình bán lại cho những đối thủ cạnh tranh của mấy tí đó, tha hồ mà mình có tiền, đó là ý đồ anh là mình gì vậy đó. Cái này là blackmail đó nha gái, cái này là blackmail đó, những cái lời của mày là tao có hình ảnh âm thanh luôn á, âm thanh mà trung thực mà hình ảnh là rõ nét là từ cái chá nồ của mày đó ha. Mà theo lời hướng dạy, nếu có chuyện gì là hai tụi bay là có chuyện hết á. Vương không ủng hộ đồng Vương mà lại làm như vậy, em sẽ bị ủng hộ bằng cách hình pháp rồi à. Để cho những gì đặc biệt như nói. Thì nếu nói vậy là như thế nào, anh bị lợi với chúng ta như thế nào? Thì tâm tới ra thì bạn gì, ví dụ như là mình đậu ngoài đường hay là mình không tới, nhưng mình không tới dưới luôn. Tâm tới ra thì quan trọng là một người mình thấy sự mạnh mẽ, sự kiên cường của cô ta. Sự đấu tranh bất khuất không bao giờ là sợ cường quyền. Tôi nói rồi, tôi nghe là ông bà ta có nói là gậy ông đập lưng ông. Anh ta ơi. Đúng rồi, gậy ông đập lưng ông. Tự nhiên đi lên debate với người ta. Đòi chứ phải đi tự nên đòi đi bay với người ta. Cái xong ta hỏi ủa mày là ai vậy, mày làm được gì cho cộng đồng không? Cái xong cái đầu lên cái nói tôi là cái nhóm người Việt nên tôi có quyền. Cái bây giờ cái có một đám nó lên hỏi lại, đám đó là đám sấm nhà lá, nó kêu một đám luôn cho mày vừa lòng ha. Hỏi mày, mày nói mày là ai vậy, mày có tư cách không? Đá xít. Trời ơi. Ủa mình tự nhiên mình đi lên mình kiếm chuyện với người ta. Cái xong rồi cái có một cái đám hỏi ngược lại mình kêu người ta mình có tư cách. Rồi bây giờ mình nói gậy ông đập đứng ông. Gậy ông sẽ đập vô cái mỏ mày. Cho em hỏi cái chuyện này cái đi. Em hỏi cái chuyện này cái đi. Hãy anh Hùng Ngô, anh có nên thật cái câu mà gia môn bất hạnh đó. Ở đây là mình không có nói, mình không có nói. Gia môn thằng này rất bất hạnh quý vị. Rất là bất hạnh. Rất là buồn lắm. Nói chung là lúc mà cái kiểu anh Thái Phan đó, nói chung là cái kỳ mà có cái show xin lỗi của anh Thái Phan đó, đúng rằng là anh Thái Phan sau này phải sáng tác một bài thơ nữa để mà xin lỗi cái dòng họ mà xui đẻ ra cái thằng này nha. Vì tới người khác á, nhưng mà bé tí lên mạng bé tí chửi người khác là gia môn bất hạnh cái kiểu này nọ. Nhưng mà giờ anh Hùng vô đây em hỏi anh thử cháu anh đi, bây giờ cháu anh với đứa nhỏ đó anh thì anh cho tụi nó uống sữa ăn dơ dớ hay là ăn ngủ cốc hay là ăn uống bình thường? Ngu quá
không có bằng master mà không biết con nít được uống thuốc bổ, được ăn kẹo á, biết Việt Nam ăn cơm không? Hồi xưa đó là thuốc bổ đó mày, hồi xưa nghèo luôn quý vị. Em nhớ lâu lâu cái má em mua đống cơm á, màu xanh, màu đỏ, màu tím, vàng, nhỏ như con bún vậy nè. Em bắt em nhai gần chết luôn. Đó, đó là thuốc bổ đó. Đó, thằng này hồi xưa má nó bán trà đá, chắc cho nó uống nước trà đá thiêu á, nên cái giờ nó phát triển đang vậy quý vị ơi. Chứ hồi xưa em được ăn uống đàng hoàng lắm, vậy em thông minh xinh đẹp lắm. Chứ hồi xưa gia đình cho ăn cơm gì, cơm thừa canh cặn hả? Hay là cơm hay cơm súc vật ăn? Cơm heo hả? Chắc ăn cơm heo á. Mới bắt liễu kiểu này. Cái tụng cho tụi nó một bụng thực phẩm chứ mà. nói như thế này, thực tế đó là tại vì anh là quyền đó là tự do, thật là con cháu trong nhà. Nói chung là anh đã có quyền, cái đó phân tích rồi, nhưng mà nói lại anh không có quyền chứ không, anh quyền tự do gì, anh không có quyền. Chứ anh có quyền là cái lời nói anh á, anh thấy không, nếu anh có quyền ra đường đâu nó nói bậy. Anh nói chuyện ngu quá, anh ra đường đòi gì bay với người ta. Cái anh kêu anh là nhân danh, anh là người Mỹ gốc Việt, cái có người hỏi lại anh, ủa hỏi lại nói chuyện anh, mày có đủ tư cách không? Anh nói mày có đủ tư cách không? Ủa vậy người ta hỏi mày có đủ tư cách không, mày hỏi người ta. Cái bây giờ anh bị hỏi lại nữa, mày có đủ tư cách không? Trời ơi, anh ngộ ghê luôn á. Từ quan điểm chính trị về thế này sao cũng được đó. Đối với anh đó là rất rồi, coi như là tự do, một người theo chủ nghĩa tự do. Thì á, có cháu anh á, thì nó ăn xôi ô, là nó uống sữa gì ấy, làm chứ là có được. Cereal hả? Ăn mấy cái với sữa buổi sáng hả? Trời, ăn mấy cái đó là làm biến, ăn cái đó không tốt đâu, ăn đó là không tốt đâu á. Biết là nhưng mà nó tinh bột nhiều lắm nha. Chịu khó cho nó ăn bún phở đàng hoàng đi, cho phát triển bình thường đi. Ăn mấy cái đó nhiều khi nó hồi xưa hướng ăn gì, có phải ăn gì không, ăn gì buổi sáng nói nghe coi, giờ thấy phát triển nó không bình thường vậy hả? Nói trời ơi, đúng rồi, coi như là không ăn đồ Việt Nam được, cũng ok đâu có sao đó. Nhưng mà cái hoạt động cụ thể là bản thân anh, bản thân anh không có nói về cái thực phẩm chức năng là gì cả nha. Nhưng mà với bản thân anh, cái quan trọng là gì? Cái quan trọng á là cái não của mình á là phải đầy đủ bán cầu não. Não của mình phải đầy đủ bán cầu não trái và bán cầu não phải. Rồi ok, rồi tiếp. Não phải. Cái này tại vì nếu em thiếu á một bên á thì dù có 100 nên không có thiếu một bên được, bán cầu não trái, bán cầu não phải, mà thiếu một bên gọi là khuyết tật, mà nếu mà như hứng á gọi là thiếu hai bên. Rồi sao nữa? Một chức năng á thì nó cũng lại không có giá trị. Tại vì thực phẩm chức năng nó có giá trị là bổ sung thôi. Có nghĩa là mình bổ sung là những cái khoáng chất này mình thiếu đi, mình bổ sung thôi ha. Rồi sao? Rồi tiếp coi. Một bên là coi như là kiến thức, một bên là tri thức. Ví dụ một bên là bằng kiến thức, bên là tri thức á, bên là thằng hứng ngu, bên kia cũng là ngu nhất là thằng hứng, rồi thằng hứng ngu nhất, rồi hứng ngu không may bằng rồi coi như là hứng là ngu ơi là ngu vậy đó. Chỉ có hai bên nói qua nói lại vậy thôi. Không có bên nào bán cầu não trái là tri thức rồi bên là kiến thức đó. Má mày ngu quá mày ơi. Mày có đi học không? Hồi xưa mày không đi học đúng không? Mày không đi học là mày không có đi học. Cái mày lên mày đòi đi bay với người ta, rồi mày kêu tao ở đợi, rồi mày kêu là hả ông Dũng á, là với anh Thái Phan á, là không có tư cách coi như là ai đó. Đã xít câu trả lời vậy người ta hỏi mày, mày là ai đi lên chức vấn bé tí? Ủa mày có tư cách hả? Tư cách của mày ở đâu? Tư cách của mày chỗ nào? Cái bán cầu não trái, bán cầu não phải mà mày mới nói là bên kiến thức, bên tri thức, là mày biết mày có khùng lắm không? Nó không có biết được một cái cơ bản. Là cái câu nó chơm, cái câu em hay nói là con người có kiến thức và tri thức. Kiến thức có nghĩa là mình lĩnh hội, mình đi học. Nhưng tri thức là cách mình hành xử để cho người ta biết mình là người có giáo dục. Nó nghe cái show của em mà nó cũng không hiểu. Hiểu không? Có nghĩa là mày đi học là mày có cái bằng, chứ không phải là em mất dạy là em có cái bằng, hay em mất dạy mà em đậu là em vẫn có cái bằng. Nhưng em mất dạy có thể cái bằng của em đi xin việc người ta không có nhận.
cái đó mới là quan trọng. Tại vì mình đi học nha, để kể cho nghe. Hồi xưa đi học em kể quý vị nghe chuyện này. Khi em vô trường em đi học á, đại học á, cái năm đó là coi như là thi á, rất là khó. Em đậu đến 3 trường lắm, chứ phải đậu 1 trường đâu. Tại hồi xưa nó thi đại học nó thi mấy trường lắm. Mà trời xui đất khiến sao, vô sư phạm kỹ thuật đi biết là coi như là học chung với bọ. Chứ nếu học trường khác là coi như là đâu có biết, là đâu có dễ điều tra danh sách là Lê Ngọc Trang nhưng chưa từng là sinh viên của trường sư phạm kỹ thuật. Nếu kỳ đó mà học đại học khoa học tự nhiên coi như là sống game rồi. Nếu kỳ đó học khoa học tự nhiên hay là học hả, trường y tế 3 là coi như sống game rồi. Kỳ đó là không học chung với con bọ rồi. Cũng may quá đăng ký sao vô được cái trường gọi là trường hả, đăng ký là mình đậu đấy, đăng ký đại thôi. Rồi sau này nổ sư phạm kỹ thuật thôi, học sư phạm kỹ thuật. Mình lên trường phòng đào tạo, trời ơi đâu có Lê Ngọc Trang. Không có Lê Ngọc Trang nào sinh năm 77-76 đó. Lòi ra, mà gọi là nguyên một cái trường luôn. Chưa từng có sinh viên nào tên Lê Ngọc Trang. Trời chứ học trường khác nào cũng kiếm ra được, mà nó hơi vất vả. Rồi thấy cuộc đời ở trái đất nó vui không? Trái đất nó rất tròn. Rồi quý vị đem kể quý vị nghe. Cái kỳ đó, nó ngồi nó nổ, ví dụ là nó có bằng master đó, rồi nó chửi em là năm cha ba mẹ đó, rồi nó chửi là cái trường sư phạm kỹ thuật là họ không có giá trị, rồi đùm lum là tá lả, nói chung không ra trường hiểu suốt. Cái em có cái lúc đó em có công việc, em đi về Việt Nam. Em kể quý vị nghe cái đẹp, em nói thiệt. Em nói chuyện là em biết em nói dối rồi, em phải đi xin tội, nó khổ lắm, em không muốn làm chuyện này. Cái đi lên taxi em ngồi đó, tình cờ thì taxi thì cái đoạn đường đó em đi hơi xa, thì em taxi ông mới kể em á là ổng là dân miền Trung. Cái em nói ồ vậy hả, anh miền Trung hả, anh cái kể đâu, thì ông nói ông cũng ở Quảng Ngãi. Cái em nghe Quảng Ngãi em cũng mắc cười phải không, cái hỏi ủa có Bình Sơn không anh. Cái ông nói không anh, em không ở Bình Sơn chị ơi, mà nếu chị tôi chỉ là nó dạng mình. mình muốn chị anh chỉ nó xử mà. Nên cái mình anh không ở Bình Sơn Quảng Ngãi anh. Nó nói không Bình Sơn ở đây, bên chỗ khác chị, em là cái khu này nghèo hơn. Khu này nghèo lắm chị, khu này coi như là hả, đúng là không có làm ăn gì được. Cái em nói ồ vậy hả, nói, chị biết không, em học xong lớp 12 chị, cái em đi vô trường vô Sài Gòn, em học trường công nghiệp 4. Cái em nói hả? Em nghe gì hả, công nghiệp 4 hả? Các em nghe mắc cười quá. Các em nói ủa anh học trường công nghiệp 4 hả, ủa anh học ngành gì? Nghe không, tại vì cái lúc đó cái cuộc đối thoại nó trở nên rất là excited luôn, rất là vui luôn. Nó nói anh dạ em học ngành điện tử gì. Các em mình nói trời vậy ha anh, vậy cái lúc anh học là trường đó là sao anh? À, chị cái lúc em học á, là trường đó vẫn là trường cao đẳng chị, nhưng mà chị biết không, cái trường đó nó dở lắm chị. Trường đó hồi trước nó là cái trường dạy nghề mà chị, trường công nghiệp 4 nó dạy nghề chị ơi. Em nói chuyện á, em không nói dối một chữ, em không thêm một chữ nào mà. Cái em nghe mắc cười quá. Mà chị biết không, cái năm của em á, là cái năm mà nó chuyển đổi lên cao đẳng, là từ trời chị biết không, từ hả dạy nghề lên cao đẳng thì mang tiếng là lên vậy thôi chị. Em học xong em cũng xin việc làm. Má ơi má, tụi nghề sao mà... tụi nghề sao mà tụi nhớ cái vụ mà gọi là học công nghiệp 4, học quản trị kinh doanh là tôi mắc cười rồi. Tôi mắc cười quá rồi. Tôi vẫn bình tĩnh nha. Cái tôi nói ủa anh sao mà học không ra trường vậy anh, mà anh học ở ra trường mà sao nó không kiếm việc làm vậy anh. Mình không ra trường là mình nha, nó ra trường. Cái nó nói gì nè, trời chị nghĩ đi chị, mấy cái khoa điện tử đó mà nếu học đó, thì thí dụ như mình học trường bách khoa, trường sư phạm kỹ thuật, hoặc là trường đại loại là mấy cái trường mà nó, nếu mà trường nghề thì kỹ thuật cao thắng đi chị, thì mình còn có khả năng đi. Còn chị nghĩ đi, cái trường mà công nghiệp 4 này nó tuốt ở trong cái vùng sâu vùng xa mà hả, cái điểm lấy vô nó đâu có cao. Cái mình nghe rồi mà đó mình bắt cười quá rồi.
Cái mà nói như trời anh nghĩ sao vậy, thì anh miễn anh ra trường anh cũng xin việc làm thôi chứ. Trời ơi chị ơi, em nói thiệt với chị, em ra trường em chưa đi làm cái bằng nó ngày nào. Trời ơi, tôi ngồi tôi cười. Trời ơi, em ngồi em cười đó chứ quý vị. Em nói đi, em ngồi em cười mà em đau bụng. Quý vị, cái đường đi nó xa, tại em đi rất xa. Cái em ngồi em cười quá trời luôn. Cái mình nói như vậy, cuối cùng mà anh chuyển hướng anh làm gì. Cái ông nói vậy nè, cái này là cái câu chuyện là rất thật nha. Câu chuyện này là không có một phần trăm nào của sự giả dối mà. Em nói em kể chuyện thật là phải thật thôi. Nó nói trời, chị biết không, cái lúc đó đó chị, cái em gặp vợ của em, thì vợ em với em là cũng vừa cùng quê, mà em thì lúc đó là coi như thôi kệ gia đình vợ nó, thôi đến tuổi phải đi lấy vợ lấy chồng thôi, chứ em học xong rồi mà nếu không lấy vợ lấy chồng thì không được. Mà chị nghĩ đi, em ra trường em đâu có việc làm. Rồi ông bà vợ vợ em bắt em lấy, cái lấy xong rồi em hả, chi phí đám cưới xong em còn dư được 500 ngàn. Mình không có cười, vô dư 500 ngàn nha. Mà mình cười vậy nè. Trời ơi chị ơi, mang tiếng học cái trường đó thôi, không có đi làm ngày nào chị. Cái mình nói trời ơi, rồi anh có vợ con rồi anh sinh sống sao. Cái đến cái giai đoạn này sinh sống này nè, em đi bán vớ vậy. Là quý vị biết sao, có nghĩa là khi học mang tiếng là người ta cũng muốn từ ngoài quê người ta vào Sài Gòn, người ta đi học để người ta mong kiếm một cái công việc nào trong cái hãng xưởng nào ở Sài Gòn. Nhưng mà ra rồi cái bằng mà trường mà đại trường nổi tiếng, người ta còn chưa có việc làm mà quý vị, huống chi cái bằng mà trường làng. Nhưng mà anh này á, ảnh là một cái con người rất chịu khó, ảnh là cái con người tôi đánh giá rất là cao, là ảnh cái thời đó là ảnh nói thì mình học thì mình có kiến thức thôi, rồi mình đi em đi lên cái vùng biên giới đó chị, em quen biết mấy anh ngoài miền Bắc á, Quảng Ninh á, thì em lấy vớ rồi em về em buôn vớ, em buôn mấy cái tất á, mấy cái shop đó về em bán thành công. Rồi vợ em ở nhà thì may khẩu trang để mà che nắng, tại Việt Nam nó nắng quý vị. Thì thế là hai vợ chồng sống, và bây giờ thì cuộc sống ổn rồi chị. Nhưng mà tại vì cái taxi này nó cũng cũng được, nên bây giờ thì em cũng nhà cửa có rồi, nên bây giờ em muốn kiếm thêm một cái công việc để cơ bản. Họ chia sẻ rất chân tình. Cái chuyện á, mình không có cười cái chuyện rằng là mỗi con người trên cái cuộc đời này là những cái hoàn cảnh khác nhau. Mình vô tình mình gặp những cái con người trên cái đường đời mình đi, người nào cũng sẽ dạy cho mình ít nhiều những cái bài học, những cái kinh nghiệm, những cái cuộc sống mà người ta đã trải qua. Thì nếu mình có duyên mình nói chuyện nhiều thì họ sẽ kể cho mình nghe, thì mình cũng sẽ thấy rằng là cuộc đời này nó cũng không ai mà thành công mà không có sự nỗ lực cả. Nhưng mà vấn đề là ông đó kể câu chuyện là ông học công nghiệp 4. Ông kể cái trường đó nó dở, cái trường đó hả, ra trường không có việc làm, không có gì để tự hào. Cái đó là tôi mới mắc cười, mà tôi nói thật là thiếu bao nhiêu chiếc mà mình về Việt Nam đi taxi đi. Nhưng mà tại sao lại vô tình sao mà tôi lại đi cái chiếc mà có một cái người mà học trường công nghiệp 4 mà họ kể câu chuyện công nghiệp 4, người ta nói trời ơi, trường đại học bách khoa, sư phạm kỹ thuật, hoặc là những cái trường mà điện tử mà nổi tiếng, những cái đại học Tôn Đức Thắng, những đại học lớn của Sài Gòn mà còn chưa học, chưa có được cái gọi là công việc làm ngon lành, thì huống chi em chị vô cái trường mà từ cái ngành mà gọi là gì là trung học, cái như là trường dạy nghề mà gọi là công nghiệp mà chị, mà sao mà lên mà dạy gọi là điện tử mà gọi là giỏi được. Mà chị nghĩ sao? Rồi cái mình hỏi chứ, ủa anh vậy cái ngành mà quản trị kinh doanh chứ, trời chị ơi, cái trường nó không có cái ngành nào mà đào tạo giỏi hả chị? Vậy sao quý vị? Bởi vậy học cái đó mới qua làm shipper, học bằng shipper. Tại vì quý vị biết không, thí dụ quản trị kinh doanh á, mình học á, hồi xưa đó, thí dụ như có đại học tài chánh á, thì là đại học kinh tế đi, sau này nó gom lại mấy cái trường nó gom lại. Đại học cái gọi là tài chánh kế toán đi. Đại học kinh tế thì nó có nhiều cái chuyên ngành ra, hoặc là đại học ngoại thương hay đại học thương mại. Thì mình học quản trị kinh doanh, nhưng mà thật ra cái quản trị kinh doanh nó rất là mơ hồ. Tại vì mình mới ra trường sao mà đi quản trị người khác được.
Nếu mình học về thí dụ chung quản trị, nó có marketing, nó có nhiều cái ngành, nó có kế toán, nhưng mà thật sự cái quản trị kinh doanh nó là cái ngành rất mơ hồ, tại vì mình mới ra là có ai, mình có kinh nghiệm đâu ai cho mình quản trị. Mà lên chứng tỏ là tôi có cái bằng, mà tôi học, tôi cao học, rồi tôi thấy này thế kia. Rồi thêm thằng già này, một bên là kiến thức, một bên là tri thức. Kiến thức là gì? Kiến thức là tôi đi học, tôi học được, tôi thi được, thì tôi có được cái tấm bằng. Cái đó gọi là cái mà tôi có, là cái bằng cấp của tôi thôi. Nhưng khi tôi lấy cái bằng cấp của tôi sử dụng thành một cái người có tư cách, người ta nhìn vô, ta đánh giá tôi có đạo đức. Đó là kiến thức và tri thức. Chứ không phải kiến thức là coi như là bán cầu não trái, rồi tri thức là bán cầu não phải. Mà cái thằng điên, cái thằng ngu mà đi lên khoái nói. Mà tôi nói thiệt, cái chuyện mà tôi vô tình, tôi ngồi trên chung xe với lại cái ông học trường công nghiệp 4, có là chuyện rất vô tình, tự nhiên ông kể tôi nghe thôi. Rồi tôi cũng rất là vô tình, là cuộc đời tôi xui khiến sao ngày nào tự nhiên tôi đăng, tôi học cái trường mà là con bò nó ghi trên Facebook nó là sư phạm kỹ thuật thôi. Tôi tưởng là tôi gặp một cái người mà gọi là yêu ông Trump, học chung trường với tôi, thì tôi nghĩ là ok, dù sao cũng cùng trường, thì giống như cái ông diễn viên Trương Minh Quốc Thái đó. Đó là cái người đàn anh của tôi, ổng học điện điện tử đó. Ổng học điện điện tử á, thì tôi, ổng là coi như là khóa đàn anh của tôi, cách tôi học trước tôi họ mấy khóa đó. Thì tôi nghĩ ok, dù sao nên nói anh học sư kỹ thuật hả, em học sư kỹ thuật vậy thôi. Nhưng không có nghĩa rằng là mình không học mà mình đi nói mình học. Bây giờ thí dụ như bây giờ cái trường sư phạm kỹ thuật hay là cái trường thương mại của tôi học, tôi nói được cái góc cạnh cái trường lớn như thế nào trong làm trong ký ức của tôi, tại vì tôi đã học ở đó mà tôi biết được thầy cô có thể dời người đó về hôn, tôi không có chế được. Nhưng mà cái kiến thức tôi ra đó nó không phải là cái gì ghê gớm, tại vì bao nhiêu người rất giỏi, mình chỉ đưa ra kiến thức của tôi ghê lắm, rồi ngồi chế người này chế người kia, rồi tự nhiên thêm thằng già này nữa. Tôi nói cho quý vị nghe nha, bán cầu não trái là kiến thức, của bán cầu phải là tri thức. Ủa có vụ gì vậy? Không biết là không sao. Nhưng mà mình biết cái kiểu này là mình biết sai thì mình có nói. Mà khi mình đã nói bậy rồi thì mình nói là mình nói bậy, mình xin lỗi. Mình nói chuyện 50% đúng, 50% sai. Khi người khác hỏi mình, mình nói kêu người ta không có tư cách. Ủa vậy mình lấy tư cách gì mà đi phỏng, mình đi debate với một người không có liên quan đến cái cuộc đời mình? Thì anh hôm bữa ngày mai chúng ta sẽ có một cái buổi clip về nói về bán câu đại não cho anh làm người thì anh đang là người ấn phẩm, thành ra cái suy nghĩ bên này thì ai 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 mà coi như là học cao hiểu rộng thì nói thì mình nghe thôi, không sao cả. Nhưng mà anh không có tới giờ phút này. Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là cái tư tưởng của mình, cái tâm trí của mình cho nó bình an. Tức là gì? Cái tư tưởng, biết cái tư tưởng là cái gì không? Mà cái tâm trí thằng này nó khùng lắm quý vị. Mình không nói cái tư tưởng, má ơi tư tưởng gì? Ý mình nói là khi cái tâm trí mình là ok nè. Mình nói cái cuộc sống mình luôn luôn để cái tâm trí mình bình an, mình không để cái cuộc sống bên ngoài nó xáo động, những cái sự mà giống như là hám danh hoặc là những cái sự ganh đua nó làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Cái cuộc sống mình luôn luôn mình hướng tới một cái phần gọi là giống như là mình gọi là chấp nhận đó, là cái gì đó, chưa có cái mình muốn thì hãy vui cái mình đợi, cái mình đang có để là lấy ra, đó là niềm vui, phải không? Ok, cái đó không sao. Nhưng mà mình lấy cái giấc mơ Mỹ mình 90 đô lên mình khoe, cái tao người ta cần bật ngửa. Tôi theo tiến sĩ VL. Cái đó cái gì? Nó là cái cả cuộc đời mình, nhưng không có nghĩa là cuộc đời người khác người ta khe cái chuyện đó rồi đi lên theo tiến sĩ đó. Tiến sĩ kệ tiến sĩ á. Ảnh hưởng gì người khác? Rồi sao? Rồi mình tự cho mình có tư cách, rồi mình tự cho người khác không có tư cách hả? Nhưng mà tôi cho ông ngu là thì có bằng chứng nha. Tôi cho ông ngu là có bằng chứng, nhưng mà ông có đến tôi có tư cách. Tư cách không đi lên nói bậy. Tư cách là không đi lên nói bậy. Mà gậy ông gặp đập lưng ông chính là vì mình nói bậy quá nhiều, nên vì những cái lời này nó đập vô cái mặt của mình. Giống như đi ra lì là phải mặc sao cũng được, mà vô những event thì phải mặc đàng hoàng. Thì thằng kia nó đúng vậy, nó đi ra lì nó mặc gì cũng được.
Thậm chí là có những người người ta đi ủng hộ đó quý vị. Người ta mặc bikini, người ta đi xuống thuyền, người ta ủng hộ, người ta cũng không có khe cái chuyện là người ta mặc cái đó. Tại vì người ta cho đó là người ta có cái quyền my body my choice. Cái đó là cái gọi là cái đó là một cái ngoài trời, và cái sự kiện đó nó không bắt buộc người ta. Nhưng khi có cái sự bắt buộc thì người ta sẽ mặc đúng cái yêu cầu thôi. Nói chuyện xong đó tự nhiên người ta nhìn lại, ủa thằng này làm đúng mà đâu làm sai. Vậy là mình là một người vừa không có tư cách nói người khác, và mình không có đủ kiến thức mình nói người khác. Tại vì mình không biết cái mình nói, và mình không hề biết cái mình đang biết nữa. Vì cái mình đang biết là cái sai. Mẹ ơi, ngồi nói ngu, cứ nói hoài. Ông Dũng, ông không có tư cách. Vậy ông có tư cách. Ông Thái Phan không có tư cách. Vậy ông có tư cách. Mình nếu ông có tư cách ông chỗ nào? Mà nếu ông Dũng, ông Thái Phan không tư cách, vậy tư cách ông Thái Phan, ông Dũng không có tư cách chỗ nào? Không có tư cách á, là thấy ông nói mà im mới là không có tư cách á. Nhưng mà thấy ông nói vậy mà chửi ông là người ta rất có tư cách. Và đừng có nói câu là ôi thằng này nó ngu quá, tôi không thèm nói nó. Nó ngu, phải cho nó biết nó ngu cỡ nào để nó bớt nói bậy. Nó ngu. Quý vị nên nhớ nha, hồi xưa đó, em đâu có biết thằng chó đẻ này là ai đâu. Tự nhiên nó còn nói ngắt tên em hoài. Cái tự nhiên cái thằng kia âm hồn cô hồn nhảy vô. Bây giờ dám lên nhắc tên em không? Nhắc tên em là em chửi. Em nói em chửi rồi là em chửi không kha. Em nói năm thằng như nó em còn chửi, mày huống chi mình nó. Ngồi lên nuốt nhai miro. Chưa đâu lát một con cháu khóc con khóc sùm cho quý vị nghe. Em nói là có. Cái lúc cháu dẫn đi ỉa đi đáy nó khóc sùm. Trời ơi, tôi nói là cái lỗ tai tôi rất là thính. Chính vì vậy là có những lời chửi rủa đối với anh nó rất lâm phải nói rồi. Đúng rồi, không có lầm. Những cái lời chửi của mày nó đúng, rất là đúng, không có lầm. Những cái lời chửi thằng này rất là đúng, không có lầm một cái nào, đúng hết. Sao lầm được? Đối với anh, ba đời tổ tông anh có bị lôi nghĩa cũng là nô rất lầm. Thấy chưa, gia muôn bất hạnh là đúng luôn đó quý vị. Vì mình mà nguyên cái gọi là gia đình mình ba đời, vì mình mà bị chửi là mình gia môn mình nó quá bất hạnh quý vị ơi. Gia môn, thí dụ ta nói vậy nè, thí dụ hai đứa tranh luận nhau, nó ok thôi giờ mày chửi tao cũng được, nếu tao sai tao với mày cùng chửi nhau. Nhưng mày đừng có đem gia đình tao ra, đúng không? Là một cái con người ta nói ok, tại vì tao mày bằng nhau nhưng mà gia đình tao khác. Không, giờ chửi gia đình tao cũng được. Nhưng mà tại sao? Tại vì nè, ba nó đi tù. Mà nó kêu ba nó đi học tập cải tạo thì tao nói chửi cho thằng này gia đình nó xui để ra nói vậy. Không, như chửi có đem gia đình tôi ra chửi cũng không sao. Nó rất lầm, tại vì chửi đúng quý vị ơi, không có chửi sai. Tại vì nếu mà ba nó đi tù mà nó đi tù á là nó nói vậy á, là nó nói sai với người khác nhưng nó nói đúng với những cái người đi tù thật. Nhưng mà riêng ba nó, ba nó không có đi tù, ba nó đi du lịch, ba nó vô chổng gọi là làm cái gì ngắm trăng với làm thơ. Nên nó nói là ai chửi nó cũng được hết á. Chửi đúng không có chửi sai. Nếu anh nói cái này thì nó hơi sâu xa chút xíu. Anh nhìn kỹ những chính trị gia hiện tại coi, hoặc là những nhà tài thiệt, những nhà lý thú á, người ta đó cũng bị chửi nữa biết bao nhiêu, thậm chí là bây giờ thôi. Nó phân biệt nó với chính trị gia quý vị ơi. Nó cho cái lé dồ nó nằm ở giống như kẹt, nó kêu nó là giống tổng thống Donald Trump, thì cái thằng này, thằng đệ tử của kẹt này, nó kêu nó là giống cách chính trị gia. Thôi mấy tụi bay bớt điên rồi tao đi. Thật ra cái thiên hạ này là bây giờ người ta bị một cái đời sống khi người ta quá bị cô đơn luôn quý vị. Thậm chí là em lướt những cái mạng xã hội bây giờ, em thấy người ta giống như người ta bị ức chế một cái tâm lý gì đó mà người ta rất khoái bị người khác nhắc tới, giống như bị chửi của người ta hả. Khi người ta mà nói chuyện ra mà người ta phải mong người đó lên nói đó, người ta mong người đó lên nói. Thí dụ như có ngày nào đó cũng có người nào nó nhắn tin, trời mong chứ gì lên nói quá, thì dù sao em nói chuyện đó người ta cũng thấy một cái chuyện gì đó nó hợp lý. Nhưng người ta nói trời ơi thôi chứ xe mày nín người ta đi, mày nói chuyện cái kiểu này thôi mày nín người ta đi, có nghĩa là người ta coi thường cái lời nói của mình. Nhưng mà có một cái, nhưng mà nếu mà em là cái người tự trọng, khi mà em nói chuyện mà không hợp lý em sẽ tự em giải tù. Nhưng tụi này nè chị quý vị,
nó thấy nó nói chuyện ngu nha, nhưng mà nó mong người ta chửi nó để nó được nói, để nó được tự sướng, tại vì cái lời của nó không có kilo. Quý vị có thấy là những cái khóa học về tâm lý đó, khi người ta ngồi người ta nói chuyện đó, có những người họ nói chuyện rất là ghê, nhưng mà thật ra họ rỗng tuếch quý vị. Giống như là cái chuyện mà sau này mình ngồi mình nghe mấy ông trụ trì của giáo hội Phật giáo Việt Nam giải thích đó. Giống như đẹp là nghiệp vậy đó, đi sửa sắc đẹp là nghiệp vậy đó. Tôi không hiểu được, tất nhiên là chúng ta phải nên nhớ rằng là Đức Phật là một vị hiền triết, khi mà dạy cái giáo lý đó ra để mà phổ độ chúng sinh, đó là theo cái giáo lý mà những người họ noi theo. Có những người làm đúng và có những người làm sai nha, chúng ta không thể nào quy chụp tất cả những người đó đều là sai. Nhưng những cái người đó đã vô tình đã làm cho cái sự mang tiếng rất nhiều khi mấy người đó mở miệng. Thì cũng như thằng này, khi nó mở miệng nó nghĩ có đám đông ngồi nghe nó nghĩ nó nói đúng. Quý vị có nghĩ sao mà quý vị có căn nhà quý vị hiến cho chùa để mấy mốt con cháu quý vị hả sướng phước báo? Quý vị có căn nhà mà quý vị mua trả góp là quý vị đang mắc nghiệp rồi, tại vì đúng ra căn nhà đó 30 năm mới quý vị mới được hưởng. Bây giờ quý vị hưởng trước là quý vị mắc nghiệp. Những cái lời đó mà nói ra trong cái xã hội này là người ta cười chết, tại vì nước Mỹ ai cũng mua nhà cũng mắc nợ. Vậy nước Mỹ nghiệp hết sao? Bây giờ những cái người mà tỷ phú họ tiền là họ đâu có lấy tiền họ làm ăn, họ đều mượn tiền để họ khấu trừ thuế, họ là chia bớt cái lợi tức ra, thì chẳng lẽ họ mắc nghiệp hết sao? Thì đây là những cái người họ có đám đông ngồi nghe, nhưng họ nói ra những cái lời nói ra họ rất vô giá trị, và họ chỉ cảm thấy họ sướng, họ cảm thấy họ thỏa mãn khi họ ngồi họ nói một cách mà nguyên chất mẹ mà người có người ngồi nghe vậy đó. Tất nhiên em không đánh đồng những người khác nha quý vị, có những người họ rất là có tâm và những người đó họ xứng đáng, nó là một cái giống như là một cái người noi theo của mà Thích Ca Mâu Ni vậy đó. Chữ Mâu Ni cũng nghĩa là hiền triết, nhà triết học. Khi mà mình hiểu được, khi mà mình hiểu được một cái chuyện mình muốn nói, có nghĩa là mình phải, tại sao ông bà mình nói là mình nói là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, có nghĩa là mình khi mình nói chuyện mình phải suy nghĩ, mình phải chịu trách nhiệm, mình thận trọng, mình đưa ra quan điểm của mình không đánh đồng, mình không quy chụp, mình không nói chuyện khơi khơi, và mình không có thể nào mình hạ nhục người ta bằng cách là thằng đó không tư cách. Ủa giờ mình có tư cách sao? No. Rồi thí dụ, con đó là con ở đợ. Ủa? Sao mình biết nó ở đợ? Sao mình biết nó ở đợ? Con Jesse là con sản tinh cho bé tí độc. Ủa sao mình biết sản tinh cho bé tí độc? Tôi khẳng định luôn. Khẳng định chỗ nào? Những cái mình nói chuyện là những cái nó rất là bày hày, vì mình không hề có một cái bằng chứng nào, mình tưởng tượng ra câu chuyện thôi. Những cái đó là cái ngu dốt của mình, nên người ta kết luận mình ngu là không có sai. Tại vì đâu có ai biết mình ngu. Khi mình mở miệng lên thì người ta nói thằng này nó ngu nha, thằng này nó ngu thiệt nha, nó không phải ngu giả bộ. Đó là do mình đã thể hiện cái điều mà người khác á, người ta nói là đẹp khoe mà xấu che. Còn mình thì ngược lại, mình đã thể hiện cái điều mà mình xấu mà mình đi khoe. Mình khoe hết, ai biết mình ở căn nhà 90 ngàn, cho đến khi mình nói tôi đã có được căn nhà, tôi đã đạt những giấc mơ Mỹ. Giấc mơ Mỹ của tôi là vờ lờ nói, mà vờ lờ lại là ai? Kệ vờ lờ chứ, đó là giấc mơ Mỹ, là căn nhà 90 ngàn, nhưng căn nhà của người ta là 9 triệu hay 900 ngàn. Cái giấc mơ của người ta, giấc mơ của mình, giấc mơ của mình nó chỉ nằm gói gọn trong cái húm của mình thôi. Thì mình nói cái giấc mơ của mình nghe ghê quá, những người khác là ngu. Ủa vậy mình khôn quá, sao mình có 90 ngàn? Mà sao tao ngu quá, tao được số tiền gấp 10 lần mình? Cái đó là cái câu hỏi. Tại vì tao nói anh làm cái gì tôi không cần biết, nhưng cái kết quả của anh chính là cái sự mà tôi muốn biết là cái gì. Tôi bây giờ tôi nói với nhà tôi rất là ghê, tôi rất là thông minh, tôi rất là giỏi, tôi là master shipper, nhưng mà tôi đi xe đạp. Ủa? Anh giỏi quá mà, sao anh đi xe đạp vậy? Ủa? Sao anh giỏi quá mà tại sao anh nói chuyện ra là
chất quốc vậy? Ủa, anh giàu quá mà. Sao anh kêu anh tăng cấp chức của lịch? Ủa mà chức của lịch là gì? Đâu phải là nước nước châu Phi đâu. Ủa đây nước Mỹ. Ủa mà sao anh giỏi vậy? Ủa sao anh giỏi, anh hay quá vậy? Anh hay đến mức độ là coi như là anh đưa ra anh là chiến lược gia. Anh gọi anh phân tích những cái chuyện mà ghê gớm lắm. Coi như là nó sẽ bị nhục nhã, nó sẽ bị thế này kia. Bằng chứng đâu? Thế nào? Anh nói chuyện giả sử, phỏng đoán. Tôi nói quý vị nghe chuyện này, nếu ủa cái đó đó là cái đó là cái mà mình cho người ta thấy là cái sự thông minh, cái gọi là cái kiến thức của mình đây đó hả? Mẹ ngồi nói trời, nói phân tích cái này có 3 phút mà chửi nó lâu ghê luôn, khổ ghê. Đang mà ngay tại nơi xa thôi mà chắc ý tới kệ như là không nguyện gì biết cũng bị chửi chứ đúng không? Nhưng mà người ta vẫn phê phê, người ta đâu có thể hiện thấy mình những cái đó là những cái hay, những cái mình học thấy chưa? Gia đình bị chửi là những cái hay, những cái học mà chúng ta phải cần học. Thấy nó học cái ngộ quý vị. Học được cái mà bị tra tấn mà cái đó là hay đó quý vị. Nếu thí dụ người ta chửi mình á là tại vì ta thấy ôi mày ngu quá. Nhưng mà mày người ta không có quyền chửi gia đình của mình là tại vì sao? Gia đình mình không có liên quan chuyện này còn này nó không. Chửi ba đời nhờ tôi cũng thấy hay đó. Lạ, nó lạ thiệt luôn á. Là cái niềm tin là mình là coi như là vô tư, mình nói không theo bên nào cả, mình nói theo sự thật, mình nói theo dẫn chứng. Mình nói theo sự thật. Sự thật đâu? Sự thật là gì? Sự thật gì? Có đứa nào bị gạt gì không? Đưa ra coi ai gạt cái gì, đưa bằng chứng ra. Cô bé Tí có lấy tiền, thí dụ đưa đường link của bé, đường link mà tụi bay nói là 90% vô túi bé Tí có không? Đưa bằng chứng ra, đưa bằng chứng ra. Thôi phải đi tù đi, đứng mũi chịu sao mà. Chính đó có những người ta phản biện lại, nhưng không sao, thí dụ mình sai thì mình sửa. Còn cái nào mình đúng. Má ơi, nó, mình sai là mình sửa, má mình sai từ đầu đến cuối luôn mà mình đã sửa. Họ, mình bắt buộc họ phải sửa. Nhưng mình là cái đắc gì mà bắt buộc họ phải sửa. Má mình nói cái điều con mình sai mà con mình đắc sửa được kìa. Mẹ mình là ai mà mình bắt người dân nước lã sửa. Đúng không? Mà mày ngu, tụi tao đâu có kêu mày hết ngu, mày cứ việc ngu bền bỉ đi. Mày khỏi cần sửa. Tụi tao thấy mày ngu vui đó, hay đó. Nói chung là đậm đà khó quên, đáng ngu vậy cho thiên hạ nói cười. Chứ tụi tao không hề bắt mày sửa, sửa làm cái gì? Tại mày ngu mày chịu, mày sửa làm gì? Nhưng mà mày bắt người ta sửa là mày ngộ nha. Mà người ta sai cái gì mà phải sửa? Tao có lỗi gì với mày không phải sửa? Phải đi uống sữa thì có. Nhưng mà mày đừng có hết sửa cái ngu nha. Mày để cái ngu để cho tao Jesse còn review nha. Chứ mày hết ngu là nhiều khi tao buồn á. Mà đi theo thì phải tự suy xét lấy bản thân mình. Đó mới là cái dạ. Đi theo phải suy xét bản thân mình. Cái thằng nói ngu á, nó không có suy xét. Mà cái người á, mà ngồi channel bé Tí á, phải suy xét bản thân mình. Ôi trời ơi, bây giờ em hỏi quý vị nè, bây giờ em đem cái câu chuyện này ra nha. Cái chuyện quỹ pháp lý mà cô chú anh chị donation cho cái chuyện vụ kiện của chị Tí đó, đúng không? Những cái người mà được quỹ pháp lý trả tiền lại, giải ngân, em còn bao nhiêu clip nó chửi là quỹ pháp lý đã ăn xài hết số tiền đó rồi. Nó có sửa không? Quỹ pháp lý thành quỹ pha phát, quỹ pháp lý trở thành trở gì bất chính rồi lộ ra diện, bất chính rồi lộ diện tùm lum tà la. Bao nhiêu người bị mang tiếng về cái chuyện đó. Nó có sửa không? Cái chuyện người ta nói, người ta khi cái vụ kiện đang diễn ra, nó mong muốn là danh sách ai đóng góp như thế nào phải đưa ra. Ủa nó là ai, nó phải điều mong danh sách phải đưa ra. Nó đòi danh sách đưa ra. Bây giờ nó là ai, nó phải đòi danh sách đưa ra. Phải sửa. Để mà anh tham gia với cái channel của bộ và anh muốn mọi người phải là như vậy. Quý vị,
Mà quý vị có muốn biết câu chuyện giọt nước mắt hối hận đó không? Thì quý vị comment số 1 đi rồi em kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà giọt nước mắt hối hận. Bây giờ là ý đức khẽ là con thấy là chưa tin muốn lên à. Thấy anh ta nói cứ việc lên đi, anh nói anh nói cái này anh chỉ là coi như là kêu tham chơi thôi. Ý đức khẽ với lại giờ em tập con còn mấy cái cách nữa đó mà trình bày anh còn chưa ấy đó. Hoặc là Phương Nguyễn đó lên này anh chỉ kêu tham chơi thôi. Dạ đúng rồi, chị Phương Nguyễn lên kìa để cho chị Phương Nguyễn về có sức mà hỏi thêm cái câu hỏi giữa kẹt và hứng tí chọn ai. Giữa kẹt và hứng tí chọn ai. Bây giờ mình nghe cái khúc này ha. Giữa kẹt và hứng tí chọn ai. Để em sẽ đi kiếm một người để cho chị này. Chị sẽ nói giữa kẹt và hứng tí chọn ai cho cô chú anh chị nghe. Kính thưa cô chú anh chị, dạ ngày hôm nay đã kiếm được một đại gia thứ thiệt, chứ không phải đại gia gọi là Omiro nha, đại gia thứ thiệt. Bây giờ đại gia đã rảnh rồi, bây giờ đại gia lên, đại gia sẽ trả lời cho một cái đám ngu, mà riêng đặc biệt cái thằng ngu nhiều nhất là cái thằng Hứng, là giữa bé tí chọn là thằng Hứng hay là chọn ngày kẹt. Quý vị lắng nghe cái chị này, chị lên tiếng nha quý vị. Chị xin chào em ruột với lại 500 anh chị em của xóm nhà lá aka Ba Pháp. Rồi, theo cái câu hỏi của em ruột, chị trả lời không cần suy nghĩ, chị chọn hết cả hai thằng. Nhưng mà chị chọn xong á là chị nhét rồi nó vô cục tiêu, dọn một cái đi mất luôn cho thế giới này bình ổn. Được chưa? Trời chọn ơi trời ơi, chết cha rồi. Cái vụ mà chọn cả hai rồi cuối cùng không có em bỏ sót thằng nào mà em chọn cả hai mà cuối cùng mà tiễn nó đi xa luôn hả? Không phải đi 14 thôn mà đi luôn hả chị? Đúng rồi, cho nó đi luôn, cho nó xuống hầm cầu ở dưới đi, tại cái chỗ đó mới xứng đáng cho tụi nó. Cái đầu tụi nó là giống vậy, toàn là cứt không à. Ồ, chết cha, đầu tụi nó là đứt toàn cầu. Mà mình toàn cầu là đầu toàn cứt á. Ủa vậy là không phải là bán cầu não trái, bán cầu não phải, là một bên trí thức, một bên trí thức mà là cứt không hả chị? Không, nó là đứt toàn cầu. Vậy đi, nó toàn cứt không à? Vậy chết rồi, em bây giờ em với chị không biết gì cái chuyện lùm xùm này mà mình phải khẩu nghiệp. Nhưng mà thôi chị ơi, bây giờ mình có khẩu nghiệp á, mà khẩu nghiệp xứng đáng kiểu này đó là mình thấy chuyện xứng bất đáng. Bình yeah. Mình lên tiếng chứ không phải là tự nhiên khơi khơi mà mình đi nói người khác, đúng không nghĩ, chị? Nghĩ sao bé tí như vậy, một người phụ nữ giỏi giang thành công, bên cạnh có một người đàn ông trẻ trung thành công hoạt bát, mà phải đi chọn hai cái thằng già này hả? Rồi hai thằng già đánh hán. Rồi. Bởi vậy giờ chị không có để cho tí chọn, chị chọn luôn, chị giải quyết cho bé tí nó khỏi mất công chọn. Không, bé tí nó bận lắm. Không, có cái điều mà chị nói nó làm cho em tự nhiên em sực nhớ cái vụ này chị. Chị có nhớ cái vụ mà Hứng nó nói chứ. Chửi bé tí mà chửi tôi cũng không sao, chửi ba đời nhà tôi cũng không sao. Cái em nói chứ ồ giờ người ta chửi mình á là ok, tại vì mình với người ta tranh luận với nhau, nhưng mà người ta chửi gia đình mình mà mình ok luôn là hình như mình có vấn đề hả chị? một lần nữa chị lặp lại thôi, bởi vì nó là đứt toàn cầu. Nó mới nói ra câu như đó. Hồi nhỏ mình đã đi chơi hàng xóm rồi, mà cha mẹ mình đã dặn mình đó, đi ra chơi đừng chọc thiên hạ chửi cha mắng mẹ nha. Mà ý là lúc đó đó là cha mẹ mình chỉ ngăn là cái đời của cha mẹ mình thôi đó. Còn cái thằng này nó rủ người ta vô chửi ba đời nhà nó. Bởi vậy ta nói nếu mà người khôn đâu ai nói câu đó. Ừ. Tháng nó ngu quá, không có gì sai hết. Nếu người khôn người ta phải bảo vệ gia đình mình chứ. Mình ăn nói làm sao cho chúng đừng chửi cha chửi mẹ mình. Mà anh này nó cho chửi tới ba đời lận. Rồi á, chị nói á, ba đời của nhà nó đó đang đứng ở dưới địa ngục á, sắp hàng dưới chờ nó xuống mà xử tội nó đó. Thử cái tội thằng khốn nạn mất dạy, chó đẻ, mày ăn cái gì mà mày ngu quá vậy, tao cho mày ăn cơm hay ăn cứt. Cái nó trả lời nó dạ tại đó giờ con ăn cứt không à, cho nên con phải vậy thôi. I'm sorry ba đời dòng họ. Tự nhiên đi lên ngồi nói với thiên hạ. Giờ bé tí có chửi tôi cũng được,
mà giữ ba đời nhà tôi cũng được luôn. Cái mình nói ủa gì kỳ kỳ vậy ta. Thường thường đó là người ta nói ok cô chửi gì cô chửi, nhưng cô đừng chửi gia đình tôi. Ai đi nói chửi mà chửi luôn gia đình tôi cũng được. Cái mình nói ủa gì kỳ vậy. Tại vì gia đình của mình nó dù sao đó cũng là cho mình ra đời là cũng mang nặng đẻ đau, chứ đâu phải là trôi sông lạc chợ. Mà tự nhiên mình đi lên mình nói gia đình tôi bị chửi gì tôi cũng ok. Mà cái câu chuyện đó là chị nhớ rằng là tại vì khi mà nó nói rằng ba nó đi tù, mà nó nói ba nó đi cải tạo không, thì người ta nói ủa thằng này nó sao nó mất dạy quá vậy, gia đình nó là đi tù thì nó đi tù chứ mắc mới gì phải nói chưa cải tạo, đâu có mất dạy đâu mà cải tạo. Cái nó kêu nó là chửi gia đình tôi cũng được. Cái mình mới nói ủa sao thằng này nó già mà nó ngộ vậy. Nhưng mà khoan chị, cái câu chuyện này nè, nó phải tiếp theo á, là mình phải nhớ là khi nó kêu tên chị ra, cái nó nói chị là một người giống như là thành công mà sao không có hiểu biết, không có nhận thức gì đó. Thì bây giờ theo chị nha, thế nào là một người có nhận thức? Nhận thức có nghĩa là bây giờ mình đi vô một cái dinh thự của tổng thống, hay mình đi vô một cái chỗ cái sân gót của tổng thống, cái một cái tổ chức bây giờ nhỏ không nhỏ, lớn không lớn, nhưng mà là cái tổ chức nó phải chính danh, tự nhiên đi ăn cắp chốt của lịch chị. Mà tự nhiên mình nói mình là người có nhận thức, mình là người có giấc mơ Mỹ, mà mình nghe vậy mình thấy hợp lý hả chị? Cái thằng này á, nó ngu mà nó ngu từ đầu chí cuối luôn. Từ cái timeline mà nó nói về mà con Mai dù mà gặp bé tí mà 5 ngày 5 đêm mà bữa mà chị nghe cái clip á. Ừ đúng rồi. Chị nói nó giống như là nó mắc nói á, em biết không, nó mắc nói quá, nó lên nó nói đại vậy thôi chứ nó không biết cái quần què hết trơn á. Con Mai xuất hiện á là tháng 5 hay tháng 6 gì năm 2022. Thì á, còn cái chuyện 5 ngày 5 đêm của bé tí không mắc nói với con Mai á, mà nó dẫn lên nó nói ào ào giống như là ngứa miệng là nói vậy thôi mà không biết cái quần què hết trơn á. Nếu mà một người mà khôn á, họ khi mà họ phát ngôn ra đó, họ sẽ lấy cái thời gian địa điểm cho nó chính xác để khi á, mà người ta không có bắt bẻ được mình. Còn cái thằng này á, mắc nói là nói thôi hà, coi như là tại vì á, chị nghĩ vậy nè, ở nhà nó bị ức chế. Nó bị ức chế á, nó không có được nói rồi, biết không? Cho nên bây giờ á, thằng đóng Hà Lan cho lên nói mừng quá, tao nói đèn le tắt lét, tao nói không cần đúng hay không cần sai hết trơn á. Rồi á, cái chuyện bốn cục chocolate, nói thiệt á, bây giờ mình hỏi một cái đứa con nít nói 3 tuổi thì quá đáng. Một đứa con nít 10 tuổi, có nghĩa là bắt đầu nó có cái trí khôn rồi đó. Thì mình hỏi một người mà ta trả mấy ngàn đồng bạc để người ta đi dự một cái event đó, người ta có cần ăn cắp 4 cục chocolate không? Dĩ nhiên đứa con nít 10 tuổi đó sẽ trả lời là không. Nhưng mà cái thằng già 69 tuổi này, nó đầu óc của nó là của đứa 3 tuổi. Chị khẳng định luôn, của đứa 3 tuổi, cho nên nó nghe như vậy là nó, đúng rồi, đi ăn cắp mấy người bên bà Pháp đi ăn cắp chocolate. Thì bởi vậy mình mới nói, ok, nói ra để người ta biết mình khôn, hay là nói ra để người ta đánh giá mình ngu, đó là đang trên cái miệng của thằng ngu hứng. Cái câu mà chị nói, cái đó là mình nhận thức. Cái đó là em đang hỏi chị về cái phần nhận thức, có nghĩa là thằng này nó không có nhận thức đúng không? Thằng này nó không có sự hiểu biết. Nó dứt khoát không? Nó không có. Trời, chị nói nó đứt toàn cầu rồi lấy gì mà nhận thức nữa. Vậy ví dụ như trong óc của người ta có óc đi, có một chút xíu cũng được nữa. Không cần nhiều, chút xíu cũng được, người ta cũng đã nhận xét được rồi. That's why chị mới đem thí dụ một đứa trẻ 10 tuổi. Tự nhiên giờ 69 tuổi, mày mày sống chi uổng cuộc đời mày vậy hứng. Mà cái chuyện như vậy người ta nói ủa giờ ta nói cái mày tin hả? Nhận thức của mày đâu, tao nghĩ mày nhận ngủ với nhận thức gì đó, thấy chưa? Bởi vậy cứ tự nhiên đưa lên á, người tự nhận mình là đầu không có tóc rồi, người gọi là đầu ngóc lên không được, nên bây giờ tôi lên tôi nói giống như đi làm cách mạng rất cu, nhưng mà cái phần mà để chứng tỏ bản thân á thì cái khả năng của mình là cu ly chăn dịch, rồi đi làm á thì hả không có đủ điều kiện để mà đóng góp tiền cho tổng thống, thì chửi những người đóng góp tiền cho tổng thống để cho tổng thống có cái tiền tranh cử, có nghĩa là nói chuyện rất là khơi khơi. Nói chuyện kiểu như mình nói chuyện mà 50-50. Nhưng mà bây giờ nè chị ruột, cái câu mà mình thấy nó hay lặp đi lặp lại là cái đám bên đây là thiếu nhận thức. Là cái đám bên đây mà thành công mà không có gọi là thông minh đi. Bây giờ em hỏi chị nè, khi mà chị nói chuyện với Jessie, khi mà chị nói câu là chị nói, có nghĩa là chị khẳng định cái câu chị nói và chị chịu trách nhiệm đúng không? Đâu có cái chuyện mà chị nói chuyện 50-50. Ủa có đúng không? Có chuyện mà nói chuyện ra là giả sử
thí dụ cái đó đó là kiểu mà nói chuyện lấp liếm, nhưng mà Hứng để chị nói Hứng nghe nè, không có ai ngu mà thành công hết á, không có ai ngu mà người ta ra được đời mà ta làm việc mà ta thành công hết á, chỉ có những cái thằng ngu á núp trong cái húm á, rồi cái ngậm cái microphone rồi muốn nói gì nói á, đó là những thằng ngu á, nói cho người ta chửi cha chửi mẹ chửi ba đời nhà mình, đó mới là thằng ngu nha. Chứ còn bên xóm nhà lá tất cả mọi người đều là những người thành công, những người ta có công ăn việc làm hẳn hoi, người ta không có đem chăn dịch, người ta không có lái xe ôm, quá khứ của người ta cũng không có thấy gớm giống mày vậy đó. Cho nên đừng có bao giờ đem so sánh mày với xóm nhà lá, mày không là cái đinh gì để mà so sánh với xóm nhà lá, tao khẳng định luôn. Cái câu mà nói để mà khẳng định luôn, để mà gọi là chịu trách nhiệm với câu mình nói, có nghĩa là tôi chửi anh về cái chuyện này, có nghĩa là cái chuyện này tôi ghét anh, nhưng không có nghĩa là ra đường tôi với anh là phải ghét nhau, không phải. Nhưng mà chuyện này anh nói sai là tôi ghét anh chuyện này, là tại vì anh ngu quá. Đúng. Còn cái chuyện khác anh không ngu thì cái chuyện nói chuyện của anh, còn cái câu chuyện tôi với anh đang nói chuyện với nhau thì không thể đánh lòng là tụi này nó ghét tôi hay tụi này nó khinh tôi, không phải. Tại vì cái phần này mày nói ngu quá thì người ta khẳng định với mày là mày rất ngu phần này. Còn cái cuộc đời mày á, là bây giờ mày tự nhiên mày đi hỏi câu bây giờ đi Malago với đi Việt Nam đi cái nào nhiều tiền hơn, mày đi cái đâu kệ mẹ mày, bắn mới gì người ta, tự nhiên người ta đi ủng hộ mày. Mày hứng lên mày muốn đi đâu kệ mẹ mày, chứ tụi tao đâu quan tâm mày đi đi Malago đi Việt Nam. Trời ơi, nhưng mà tao nói rồi cho mày nghe nữa, cả đám mày, tao nói luôn, cái đám mình bển á, không có đứa nào á mà có tư cách mà để được đi vô Malago, tao khẳng định vậy luôn. Nói tao không có, nhưng mà giả sử con mẹ hết trơn á, tao khẳng định luôn đó là tụi bay không vô được. Vậy thôi. Rồi đi Việt Nam kệ mẹ tụi bay. Rồi bây giờ này chị, thêm một cái câu hỏi mà để mà đang hot hồn hot á, đang hot hồn. Bây giờ tôi kêu gọi quý vị là bây giờ là phải chơi hai mấy ngàn đô đóng vào đường liền của con bò. Chị còn nó ngu không chị? Thí dụ bây giờ cái chuyện á, những người như chị đã có một cái tấm hình kỷ niệm với tổng thống thì cái mắc mới gì đi đường liền của con bò. Tại vì nếu mà chị chưa có trời đi. Thằng già đó nó ngu quá vậy. Thôi vậy thôi, mày về nè, hứng mày làm gương trước đi, mày bỏ 24.000 đó mày làm trước đi cho tao coi cái đi. Rồi cái nhiều khi tao thấy tao hứng là tao bắt trước. Chết làm đi. Chết mẹ. Rồi mày nói là con mẹ gì? Chết mẹ. Không, mày nói mày bỏ 24.000 mày làm trước đi. Mày 69 tuổi mày làm mày cũng lớn hơn tao phải không? Mày làm trước đi. Rồi mày nhiều khi tao thấy ôi trời đã quá, tao làm theo. Chứ đừng ngồi đó mà nói nhảm. Có nghĩa là bây giờ anh nói hay quá, anh nằm miro hay quá, anh nuốt miro hay quá, anh giỏi quá, thôi bây giờ anh làm đi. Chứ anh đừng có kêu gọi. Ừ, làm đi. Anh kêu gọi, à, anh kêu đi, gọi, không? Anh phải làm gương. Chứ bây giờ thí dụ như là ra lì cho tổng thống mà đi á, mà gọi là đi ủng hộ á, mà đi theo cái kiểu giống như là đi các event của các tổ chức khác, anh đéo đi, nói cái kiểu mà bất kỳ nha, nói kiểu bất kỳ hơi tục chút xíu. Chứ còn em không dùng mấy cái câu đó thì là nói nó nặng nề lắm. Anh cũng không đi. Thì đúng rồi. Mà đi mà cái ra lì tổ chức tao đi. đi tổ chức của Mỹ cũng không đi, tổ chức Việt Nam không đi, ngồi nhà phán là coi như là người ta đi lừa đảo. Mà thí dụ bây giờ ok, mình thấy người ta đi lừa đảo thì mình kêu gọi người ta đi su, thì bây giờ mình phải là người đứng đơn. Chứ bây giờ nếu mà mình chỉ đi nói thôi thì cứ ai làm gì làm, tôi không biết. Không, tại vì tối ngày nó cứ giả sử như nếu quý vị có tiền thì quý vị sẽ đóng 24.000 bên Ngọc Trang, bên Trang Bò. Ủa mày giả sử chi, mày làm luôn đi, khỏi giả sử. Yeah. Rồi cái mày giả sử, cái mỗi lần tao nghe mày giả sử cái nào là tao tới thiệt với mày, mày đứng trước mặt tao, tao nói mày đừng có giả sử nữa, mày làm luôn cho tao coi. Tao mới khen mày là anh hùng, mày bây giờ thật sự mày tên Ngô Hùng á. Nhưng mà mày, tụi tao không có kêu mày hùng, mày không có hùng, mày là khùng. Em á, em nói chị nghe, nhiều khi đó em ngồi em cứ em rất là mắc cười cái chuyện gì nè. Khi mà thích làm một cái người quân sư á, là có nghĩa là mình nghĩ là mình cho thiên hạ thấy là mình có cái tầm nhìn. Thì cái tầm nhìn của mình á, là lúc nào mình cũng nghĩ là mình muốn thiên hạ biết thì mình phải chứng tỏ, đúng không? Nhưng mà đằng này á, khi mà mình chứng tỏ ra xong á, mà thiên hạ nó nghe nó cứ ngơ ngác hoài. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Đang nói gì vậy? Tại vì á, khi mà mình lên á, mình thi thố tài năng với một người khác thì mình phải có cái kiến thức,
để mình biết được mình nói chuyện nó hợp lý, nó hợp tình. Chứ không thể nào mình tự mình phán đoán ở con Jesse Quỳnh là ngồi soạn tin cho con bé Tí, con Jesse Quỳnh là đàn viên thanh niên cộng sản, con Jesse Quỳnh. Mà trong khi á, những cái điều nó nói là những cái điều mà thực tế nó như là không có rồi. Nhưng mà khi mà mình phán đoán 50-50 là sao? Rồi sao? Tự nhiên 50-50 cái gì? Khi mình phán đoán một con người nào đó đó, mình không có thể dùng cái thuyết 50-50 được, mà mình phải dùng cái thuyết khẳng định là có hoặc không, yes or no. Chứ đừng có 50-50, có thể như thế này, có thể như thế kia, có thể cái quần đó ngon hứng, rớt cái nói chuyện cái kiểu có thể nữa nha. Mai mốt nói vậy nè, tao khẳng định con chết si quỳnh là đoàn viên, đảng viên, cái gì cũng được. Chứ đừng có có thể, có cái quần. Rồi á, muốn nói cái gì á, thì nhớ nha, làm research, làm homework, biết người ta thì hãy nói, còn không biết thì thôi. Đừng có ngồi đó mà cứ ôm cái microphone để nuốt, có ngày nó xuống bụng mà mất công đi mổ nha. rồi, cái vụ mà nuốt piro xuống bụng rồi ba đời nhà nó nằm ở dưới đợi nó là chắc là vì nuốt piro xong mới xuống dưới gặp nó đấy chị ơi. Đúng, nó nuốt piro xong cái nó đi thẳng xuống dưới luôn. Đi thẳng xuống rồi nó tưởng rồi chắc là gia đình nó ba đời đi hết trơn rồi, không có. Người ta quyết định không có đi đầu thai, chờ nó xuống mà chửi cho nó một trận, đập cho nó một trận, ngu cái tội ngu. Trời ngu, ăn nói sao mà để người ta chửi tới ba đời của mình mà còn khuyến khích người ta chửi nó chứ mới ghê á. Chị nhớ hồi nhỏ đi học giống như là học lớp 2, lớp 3 đó. Ai mà động tới cha mẹ mình hả, nhảy vô mà đánh nó thấy bà nội nó luôn á. Ừ đúng rồi đó. Gì mà xúi cho chửi mà ba đời. Thằng này ăn gì, nó nói thiệt chị nghe đi hết, ăn gì ngu ý vậy. Chị nói ví dụ ăn cái gì ngu quá, bây giờ chị giờ em với chị phải focus nha, giữa bé Tí kẹt và hứng là bé Tí là chọn hay không, thì bây giờ mình chọn giùm luôn á, là coi như là nhấn vô cái bồn cầu cho nó trôi luôn phải không chị? Nhưng mà đúng rồi chị chọn hết cả hai luôn rồi, chọn hết cả hai luôn là coi như bây giờ cái chắc là sớm nhà lá cũng nên chọn cả hai theo cái cách của cái của chị cô Ni Hà chị Đại á. Thì ngày hôm nay thì chị cô Ni Hà chỉ đi lên á, chỉ nói cái chuyện mà rõ ràng về cái vấn đề mà hứng với lại cái đám mà người là hờ lờ đó, cái đám mà hửi cái gì đó mà muốn mà biết rõ là chọn ai á, thì tụi tôi nói luôn. Nhưng mà để em xét một cái góc độ như thế này quý vị, nếu quý vị thấy á, khi một người đàn ông á mà cu ly ngu như vậy nè, mà mình tự tin mình lên mình nói bé Thí thích tôi, thì công nhận cái lòng tự tin này nó dẫn đến cái gọi là một cái sự mà gọi là overthinking á, giống như là mình nghĩ lố luôn cho mình á, giống như là thí dụ như mình bây giờ mình đang nghèo chết mẹ luôn, mình đang nghĩ là mình đại gia vậy đó, mình đang nghèo ơi là nghèo, bây giờ mình đang chuẩn bị đi xin ăn luôn á, nhưng mình đang nghĩ là mình đang sống trong căn nhà mà gọi là triệu đô vậy đó, thì cái này nó giống như vậy đó. Một người già gần sắp chết, coi như là không có một cái gì để tự hào ngoài cái ngu, mà đi dám nói rằng bé Tí mê mình, thì cái này có phải là over không? Không một người bình thường hai không? Hai thằng đó nó có một cái căn bệnh chung, là thứ nhất là bệnh hoang tưởng, rồi á, thứ nhì á, là bị tự ti mặc cảm. Một thằng thì cái mặt xấu như quỷ đó, như quỷ, tại Trương Chi chưa gặp ổng cho nên không dám thí dụ Trương Chi, nhưng mà kiểu như quỷ vậy đó. Rồi một thằng á, mặt á thì nhìn á, nó vừa nụt mà nó vừa đồng mặt thịt mà nhìn thấy ngu như gì á, đòi người ta thích mình. Trời ơi, hứng ơi, kẹt ơi, tao thích thai tư bay, tao chọn luôn mà tao chọn xong mà tao nhét xuống bồn cầu. Vậy thôi. Đúng rồi. Cái đó là cái tánh tự ti mặc cảm mà ra, chị nói thẳng. Đúng thẳng vậy. Luôn chứ tao không có, tao chính xác luôn, tao không có giống mày. Đúng đó, đó chị cô Ni Hà. Nó như vậy. Tại vì chị cô Ni Hà nói rất là rõ, một cái người mà người ta thành công trong công việc, người ta có một cái đời sống người ta mà để mà người ta đáng tự hào, là cái tiếng nói người ta không phải là để về nhà chồng nói con gà là phải nghe con gà nói con vịt. Thì khi mà người ta tự tin, người ta có thể quyết định cái cuộc sống người ta, khi người ta kiếm một cái con người đi bên cạnh người ta để là người ta kiếm một người bạn đời để là mình thách khe nhau thôi, chứ không phải là kiếm một cái người mà thằng đó nó ngu chết mẹ như thằng Hứng đem về chỉ có quánh đập thôi. Thật ra đấy chị, em nói thật với chị, có những cái người đó mình, nếu mà đời sống mà hôn nhân á, phải kiếm một người
tương xứng với mình. Còn không á, là mình ở một mình nó sẽ tốt hơn, tại mình kiếm thằng ngu về nó ăn tàn phá hoại mình, nó rất là mệt chị. Đúng. Chị là một chị là giống như là không có đàn ông chị vẫn làm nên được, nhưng mà nếu có một người đàn ông chị muốn có một người mà chị lướt ấp người ta, giống như mình nhìn lên họ để mình đúng. Mình nể nang họ đó, chứ không phải như hai cái thằng quần què đó đâu mà bị đặt bé tí thích tao lại hai đứa bay ăn gì tao cúng, chứ còn không ai thích tụi bay đâu, quỷ nó thích tụi bay đó. Rồi xong đó, rồi cảm ơn chị Đại đã cho em một cái cuộc nói chuyện rất là rõ ràng về hai không, mình nói hôm nay mình đụng với ngài Kẹt thì cũng tội, tại ngài Kẹt bây giờ nói chung là đã nó lơ lửng rồi, bây giờ mình chỉ nói với Hứng thôi, chứ còn mà nói với ngài Kẹt á thì ngài Kẹt nói chung cũng vô tội trong chuyện này, tại vì nó lấy ngài Kẹt ra thôi, chứ còn mà thực tế á, cái ngài Kẹt á là nhìn ngày Kẹt là nhìn là muốn mửa rồi, còn thằng này á là em nói thiệt với chị á, nhìn nó là cái câu mà thằng Kẹt nó nói là Hứng mà mình đang có mà mình tuột luôn á, tại vì nhìn nó quá ghê, nó đúng quá rồi. Ghê, nó kinh khủng lắm. Nhìn một người đàn ông mà cái tuổi đã gọi là gì thập cổ lai hy rồi, là 70 đến nơi rồi, mà mở cái miệng ra nói chuyện á là không có một cái chút xíu nào từ tốn khiêm nhường để cho người ta thấy rằng là lời nói mình nó phải có giá trị. Khi mình nói chuyện chơi nó sao cũng được, nhưng khi mình lên mình muốn chứng tỏ cái chính kiến của mình thì mình phải đủ khả năng, chứ không phải tôi là người đứng mũi chịu sào. Rồi tôi đứng mũi chịu sào mà tôi đứng mũi kiểu này mà cái khả năng tôi cái thế này đi thì đứng mũi chỉ có làm nhục luôn. Cái rồi thằng hờ lờ nó là gì đó, đi xe đạp rồi đã bị nhục rồi, đưa thêm cái thằng đi xe ôm. Nói thằng... chưa nữa còn tự xưng mình là cái đầu tàu nữa. Bó tay thì chỉ là cái đầu mùi thôi à, tao nói theo tiếng Bắc á, chính là đầu mùi. Tao con mẹ mày. Ok, rồi em cảm ơn chị. Rồi, bị bye bye sớm nhà lá đi chị. Ok, bye bye sớm nhà lá nha, bye em ruột. See you next show, thank you for watching. Ok, bye bye chị. Kính thưa cô chú anh chị, sau đây thì Jessie xin mời cô chú anh chị lắng nghe sự chia sẻ của một anh tài giỏi thông minh này, là gia đình là cũng là may mắn lắm, chứ không phải là gia đình mà giống như mà bị chửi ba đời, nhưng mà cũng ok luôn. là chỉ có hướng sản thôi. Cô chú anh chị, khi mà cô chú anh chị vừa nghe cái show của Jessie nói về cái chuyện mà Hứng hỏi là anh Day Trần và anh Thái Phan có tư cách gì để đặt câu hỏi với lại Hứng sản, thì bây giờ Jessie đã phân tích theo cái ý Jessie thôi. Bây giờ Jessie xin mời cái nhân vật mà được nêu tên lên để trả lời là người có tư cách là người như thế nào. Em mời anh. Hi Jessie, lời đầu tiên kính chào quý tất cả cô dì chú bác anh chị em trên live chat. Thì để trả lời câu hỏi của Jessie, Ngô Hứng nói với mình, nói rằng là mình và anh Thái Phan không đủ tư cách, không có tư cách. Thì điều đầu tiên mình muốn nói rằng tư cách là gì? Muốn hỏi, hiểu được người ta có tư cách hay không, điều đầu tiên phải hiểu được tư cách là gì. Thì theo như mình biết á, tư cách là cách cư xử, ăn ở, biểu hiện phẩm chất, thể hiện qua lời nói và việc làm. Đó là ngắn gọn nhất. Thì tại vì tại sao mình nói ngắn gọn nhất? Nó còn là tư cách của người lãnh đạo, tư cách của người học sinh, tư cách của người của một người đứng đầu một tổ chức. Thế thì mình nói ngắn gọn nhất là phải hiểu được những lời nói, những việc làm của người ta, cách ăn ở của người ta. Vậy mình hỏi Ngô Hứng gặp mình hay anh Thái Phan hồi nào? Căn cứ vào đâu đánh giá người ta không có tư cách? Và mình có đủ tư cách chưa khi mình lên mạng mình nói về một người chưa hề gặp mặt, chưa hề biết, chưa hề nói chuyện? Hãy coi lại mình. Mình không muốn đánh giá, nhưng mà tại vì lời nói anh ta đề cập tới bản thân mình nên mình mới có cái lời phản biện. Ông coi lại bản thân ông có đủ tư cách để nói về một người khác chưa? Khi ông không biết về người đó, khi ông không biết về một tổ chức đó,
ông đừng có nói theo ông, theo tôi suy nghĩ một cái gì là đúng điều đó sao? Ông là ai? Ông biết gì về tôi? Ông biết gì về Thái Phan? Ông biết gì về tổ chức Ba Pháp? Trong khi những cái thành công, những cái việc làm của tổ chức, người ta được tổng thống, cựu tổng thống 45 của nước Mỹ công nhận. Ông chưa hề tham gia, ông chưa hề đóng góp qua tổ chức, ông kêu người ta lừa đảo. Ông có đủ tư cách không? Ông hãy suy nghĩ lại lời ông nói trước khi ông mở miệng. Lớn, già rồi, lớn rồi. Đừng để người nhỏ người ta nói lên mình. Anh trả lời rất... Anh trả lời rất là hay luôn đó anh. Anh trả lời có những cái ý mà em thấy là chắc có lẽ là nếu mà những cái người mà mình nói là cái tư cách thì nó sẽ bao gồm nhiều cái tính cách để mình xử sự. Mình nói cái này thì nó rất là nhiều chuyện để nói, nhưng mà những cái ý mà anh đưa ra đó có nghĩa là mình phải tiếp xúc, mình phải có sự trao đổi thì mình mới đánh giá được người ta là người như thế nào. Nhưng mà cái mà hướng lên, hướng thể hiện cái câu chuyện rồi để mọi người phải cho những cái comment á, thì hướng lên hướng nói rằng là mọi người không có tư cách, trong khi á, hướng cũng nói chuyện một cách mà gọi là mình nói là chỉ có một cái chữ ngắn gọn để nói về hướng là ngu thôi. Giống như cái chuyện mà hướng đặt câu hỏi rằng là cái nhóm Va Phát là những người có trình độ, tại sao dễ bị chăn dắt, dễ bị bé tí điều khiển, trong khi nó cũng gọi là nó đi ha, là cái thằng già này chưa hề tiếp xúc với lại chị bé tí. Cũng như là nếu mà nói về cái chuyện là anh là người không có tư cách để đặt câu hỏi, vậy nếu mình nhớ lại, anh đã nhớ cái câu chuyện mà nó kêu là bé tí không dám đi bay không, thì vậy cái tư cách của nó có bao nhiêu, có chỗ nào mà nó đòi người ta phải đi bay với nó, trong khi nó là cái người mình nói là ít ngồi để giếng, mà cái giếng của nó không phải là cái giếng bình thường, nó cái giếng nó dùng sâu dùng xa chứ không phải giếng mà được ngay trung tâm nữa. Thì anh thấy em nói cái này có đúng không? Anh nói với Jesse, Jesse tại sao Jesse gọi anh trả lời? Vì anh biết được Jesse là người như thế nào. Em chưa gặp mặt nhưng cũng có trao đổi qua mail, trao đổi qua email, yeah, trao đổi qua một vài tin nhắn ở trong room. Dạ. Nhưng sẽ có những người người ta gọi vô anh không trả lời. Tại sao? Tại vì người ta là ai? Người ta gọi mình với mục đích gì? Chính xác. Tại vì người, đúng không? Yes, em đồng ý. Nhưng bác như ổng, ví dụ như ổng gọi cho, ổng đòi bé tí đi bay, không phải là người ta sợ mà người ta không nói chuyện với ổng. Nhưng mà người ta hiểu có đáng không để mà nói với một con người hà đẳng như vậy. Đúng. Nói với con người chưa biết gì, chưa biết gì, chỉ biết đặt điều cho người khác. Yeah, đúng rồi. Vậy mình hỏi nè, ổng nói tại sao nói mình không đủ tư cách? Ổng có quyền gì khi ổng chửi cả một cái xóm, một cái tổ chức Va Pháp là một bầy cừu, một bầy ong, rồi thằng kia đòi gửi muối, và những người đó có tư cách không? Yeah. Cả cái xóm nhà lá dư tư cách để nói về ông. Đúng rồi. Người ta không dính dáng gì tới ông hết. Có những người lớn tuổi hơn ông, người ta ủng hộ tổng thống Trump thôi. Ông gọi người ta là một bầy cừu, ông miệt thị người ta là một bầy cừu, một bầy súc vật, đúng không? Cừu là súc vật. Đúng rồi. Ông bầy thì miệt thị người ta là bầy ong. Ông có tư cách gì để ông nói với người ta như vậy? Giữa người và người, tôi nói giữa người và người thôi, chưa cần là bạn bè, ông có tư cách gì? Đúng rồi. Cái điểm này á, cái câu mà anh nói là khi mình nói chuyện á, bất cứ cái tuổi nào thì chúng ta phải chịu trách nhiệm, có nghĩa là chúng ta phải trừ ra lúc mà chúng ta còn trẻ con. Còn khi mà chúng ta đến một cái tuổi chúng ta được đi học, chúng ta có sự giáo dục của gia đình, của nhà trường, và khi mà chúng ta đi ra ngoài xã hội chúng ta làm việc đó, thì chúng ta có thêm một cái sự giống như là mình phải biết chuyện để mình tồn tại trong một cái xã hội. Thì một người chỉ mình nói rằng là tôi có quyền, tôi chất vấn, tôi có quyền vì tôi là người Việt Nam. Thật ra ổng là người Việt Nam, người Lào, người Campuchia gì đi chăng nữa, khi ổng thắc mắc một tổ chức là ổng có quyền. Nhưng mà cái thắc mắc của ổng là cái thắc mắc á, là giống như là tôi có cái quyền điều đó, trong khi ổng không hề tham gia,
ông không hề có một cái gì đó gọi là giống như là mình phải có một cái giống như là khi mà anh nói là tôi có quyền, là có nghĩa là tôi phải có tham gia, tôi phải có một sự mà trải nghiệm gì đó thì tôi mới có quyền tôi đặt cái thắc mắc của tôi. Còn đằng này tôi có quyền, nhưng mà khi một người khác đặt câu hỏi thì mình dám nói người ta là không có tư cách. Mà cái câu ông nói anh không có tư cách là lúc đó ông đã cho mọi người thấy ông không hề có tư cách rồi. Đúng, khi mà em tham gia một lớp học, em tham gia một tổ chức, em cảm thấy một tổ chức đó về mập mờ hay có gì đó thì em có quyền đặt câu hỏi, và đặt câu hỏi đúng người, người ta có trách nhiệm người ta mới trả lời, đúng. chứ không phải đặt câu hỏi bâng quơ, đúng không? Dạ. Bây giờ Ba Pháp nói đơn giản, đóng tiền qua quỹ, qua cái đường link của văn phòng Fortify thông qua Westgreen, và cái địa chỉ ở dưới ID15257. Nếu mà ông là người ngoài ngoài cuộc, ông muốn kiểm chứng thì ông hãy hỏi Westgreen, ông đừng hỏi những người đóng góp, vì người ta tin tưởng và người ta đã đóng vào đó thì người ta không có quyền gì để người ta đặt câu hỏi. Và ông thắc mắc thì ông đi hỏi cái người đi thu, cái tổ chức thu cái số tiền đó, người ta sẽ trả lời cho ông. Đúng rồi. Tại sao đi họ, tại sao đặt đặt điều kiện với chúng tôi? Chúng tôi không có trách nhiệm trả lời cho ông. Và tôi là người trong tổ chức đó, tôi đóng tiền vô cho tổ chức qua đường link đó, qua cái ID bé tí channel 15257 là tôi tin tưởng. Tôi không hề có thắc mắc gì hết, xóm nhà lá thành viên không có thắc mắc gì hết. Vậy thì tại làm sao ông lại thắc mắc? Khi người ta đóng tiền người ta không thắc mắc. Thì cái điều gì? Những cái điều nó cơ em thắc bản như vậy mà tại sao mà không hiểu được? Rất cơ bản. Rất là basic. Rất là basic. Ngồi ngồi nói những cái chuyện ra mà mình á, mình thí dụ như em nói anh nghe nè, thí dụ như anh cảm thấy anh quá bất bình một cái chuyện gì đó. Ok, có nghĩa anh lên anh có quyền anh mượn cái mạng xã hội, anh nói tiếng nói của anh. Cái điều đó em cũng cho rằng cái chuyện đó là cái chuyện rất bình thường trong cái thời buổi hiện tại. Có nghĩa là mình có cái tiếng nói để mà mình phản ánh, mình phản đối, mình lên tiếng một cái sự việc mà mình cảm thấy rằng nó không đúng, cái chuyện đó không 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 có phải là mình cần lên án. Nhưng khi mình tìm hiểu, mình phải có đầy đủ thông tin, mình phải đi tìm hiểu một cái gọi là cái cơ quan hữu trách, rồi mình mới biết được là cái chuyện mình lên tiếng là đúng hay sai. Và mình không thể nào nói là tôi nói chuyện có đúng có sai 50-50 được, rồi tôi giả sử thế này, tôi giả sử thế kia. Cái điều đó là có nghĩa là gì? Tôi không hoàn toàn không có trách nhiệm với cái lời tôi nói, đúng không? Giả sử là có nghĩa là mình không hiểu biết, mình không biết cái gì hết. Mình đặt nghi vấn, chỉ là nghi vấn thôi. Đúng không? Yeah, chính xác. Rất là chính xác. Cái giả sử là nó không có một cái căn cứ nào để nói lên cái sự hiểu biết của mình cả. Có điều đi, có thể điều đó đúng là có thể điều đó sai. Đúng rồi. Mà nếu mà nếu đã đúng, đã nếu đã nếu đã không có biết được là đúng thì chúng ta phải đi tìm hiểu rồi chúng ta mới lên án, chúng ta mới phản phản đối cái chuyện đó. Bây giờ mình nói về cái câu chuyện này, tại vì em biết rằng cái với những cái người mà đã sống ở Mỹ, đã làm việc, đã đóng thuế một thời gian, cho dù người ta tới Mỹ, bây giờ mình không thể nào chê những người mới tới Mỹ hay là những người tới Mỹ lâu năm, tại vì cái chuyện á, khi người ta muốn tìm hiểu thì chắc chắn người ta sẽ lấy cái thời gian và người ta dùng cái đầu óc người ta thật sự người ta tìm hiểu. Bây giờ cơ bản nè, nếu anh deposit vào một cái anh viết một cái check and deposit thì chắc chỉ có cái người đúng tên người ta mới cash số tiền ra được, hoặc là đúng cái tên của cái người đó thì họ mới nhận được số tiền đó. Có nghĩa là cái câu chuyện đó ai cũng hiểu. Không thể nào mà cái check là tên của Tổng thống Trump, tổ chức Fortify mà Tổng thống để mà làm cái cuộc tranh cử thì bé tí có thể có lợi, bé tí được chia bao nhiêu tiền. Khi nó nghe cái thằng hờ lờ ngồi nói chuyện thì nó phải hiểu rằng đây là một việc làm không thể diễn ra ở nước Mỹ. Và cái chuyện nếu anh biện thủ cái số tiền tranh cử
thì không bao giờ mà anh yên được. Là tại vì sao? Cái chuyện đó là tội hình sự. Thì mình muốn nói những cái chuyện mà cho thiên hạ hiểu rằng là tôi là người có tư cách, tôi đủ kiến thức để tôi lên tôi phán đoán người khác. Thì những cái chuyện cơ bản này mình biết chứ. Đâu có thể nào một đứa học đại học rồi mà chưa học lớp 1 được. Đúng không anh? Đúng rồi. Thì cái chuyện anh nói, cái chat ấy, cái tờ chat thì ai cũng hiểu, có tên là tên mình, địa chỉ mình, số điện thoại mình, nếu mình muốn mình bỏ lên. Đúng không? Đúng. Cái góc bên tiền bên kia là cái số chat, và ở dưới là số tiền mình ký và một cái đường like ở dưới. Ở đầu tiên, đường like đầu tiên là đó có được pay able for who. Yeah. Ai thừa hưởng cái chat đó, cái số tiền đó. Đúng. Ở dưới là số tiền ghi bằng chữ và một cái chữ ký, ở bên này là cái memo. Đúng. Thế thì cho ai thì người đó, người ta sẽ thu cái số tiền đó. Giờ đơn giản thôi, thay một cái tiền bưu điện, cái tiền điện thì mình thay cho cái cơ quan cấp điện cho mình. Mà thì cái điều đó nó chia cho ai? Nếu mà mình ghi ở dưới đó là cái số cao của mình, không lẽ nó vì thân là cái số tiền cho cao của mình? Đúng không? Cao của điện lực của mình đó. Đúng. Cái chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái chuyện đó nó rất là đơn giản. Cái chuyện đó con biết lớp 8 nó cũng hiểu, hoặc là lớp 10 nó học, nó mở được một cái bảng cao, nó có tờ chép là nó hiểu rồi. Không thấy nói chuyện là tốt thôi. Nó nói là bé tí ký thu tiền qua cái chép thì hưởng được 15%, thậm chí có người còn nói 90%. Ủa, cái bé tí channel, bé tí ID đó, cái bé tí là cái nickname thôi, cái channel, cái tên của channel thôi, chứ đâu phải tên thiệt của cô ta đâu. Mình cô ta hưởng được. Đúng. Hưởng ở đâu? Ai chỉ? Trời. Ai chuyển ra tiền hưởng? Cái chuyện này nó quá đơn giản. Thì bây giờ em nói rằng khi nói điều đó thì anh thấy rằng là tụi này nó cố tình vu khống, không riêng gì cho bé tí mà cho cả văn phòng Fortify ăn chia thu tiền của những người ủng hộ, ăn chia với mình. Đúng rồi. Anh mà cái tổ chức đó, văn phòng WinRed nha, cái đường chat đó và cái văn phòng Fortify là một tổ chức vận động tranh cử cho một ứng viên của Federal ứng viên. Dạ. Như vậy thì nó vu khống à? Đúng rồi. Như vậy thì nó vu khống. Đúng rồi, nó nói gì là nó vu khống người ta. Mà anh thấy rằng á, cái lúc này á, nó là một cái giai đoạn mà tụi nó đánh phá rất là ghê gớm. Tại vì em thấy rằng là từ cái chuyện buôn bán kinh doanh của người ta đến cái chuyện làm việc chính giống như là bán bảo hiểm, thì anh có thấy rằng cái cách này là cái cách của cái tụi dân chủ mà nó giả dạng ủng hộ Tổng thống Trump không anh? Chứ còn cái người yêu Tổng thống Trump, người ta đâu có thể nào đánh phá một cái người mà kêu gọi số tiền rất lớn và người ta kêu gọi cái đám đông để ủng hộ cho Tổng thống. Thì em nghĩ là có phải là giả dạng, là giống như em chỉ đưa ra cái này là cái, đây không phải là cái ý kiến mà 100%, nhưng mà đây là cái em chỉ đặt ra một cái nghi vấn là nếu anh yêu Tổng thống Trump, những người mà người ta tới, người ta góp một bàn tay kêu gọi cho cái số tiền Tổng thống có thể nhiều lên, và người ta tổ chức những cái event để cho mọi người có thể tiếp xúc, giống như là mình nói là tiếp xúc thì nó hơi quá đáng, nhưng mình có thể có một cái cuộc nghe ông nói chuyện một cách gần gũi thân mật không phải qua TV, thì em nghĩ không có lý do gì một người mà ủng hộ cho ông Trump lá phiếu thôi nha mà đi đánh phá những cái tổ chức mà thật sự là ngoài lá phiếu còn có những cái số tiền rất lớn. Thì anh thấy em nói gì có đúng không? Anh nói về, anh trả lời cho Jessica thế này. Bây giờ mình nghe những cái điều sai trái thì mình có quyền nghi vấn. Đó là quyền tự do ở Mỹ. Đúng không? Đúng, đúng. Em đặt vấn đề, nó có thể nó núp danh. Và anh cũng nghĩ như vậy. Một tổ chức ủng hộ, anh không biết. Anh không biết nó ủng hộ bao nhiêu, anh không cần biết. Và tổ chức qua Pháp ủng hộ cũng không phải là số tiền nhiều so với các tổ chức khác. Đúng. Anh nói là không nhiều lắm so với các tổ chức khác. Vì sao? Vì trong một ngày vận động tranh cử ở West Palm Beach, ở nhà ông triệu phú, thì tổng thống thu được 55 triệu. Dạ, đúng rồi. Thì tổ chức qua Pháp thì mình chỉ biết ủng hộ theo mình thôi. Vậy thì tính lại là không lẽ bây giờ mình đi ra, mình là yêu tổng thống Trump, mình vận động tranh cử cho ổng, mà mình đi đánh phá cái tổ chức cái hôm mà cái fundraising của
tổng thống của ông cựu tổng thống cho ông cựu ông tỷ phú cho ông cho tổng thống Trump, cựu tổng thống Trump, lại mình đi đánh phá ổng. Đúng rồi, bởi vậy cái điều nghi vấn của em đều hoàn toàn có cơ sở. Anh cũng đặt vấn đề cái việc mà nó kêu nó ủng hộ mà nó đi đánh phá một cái tổ chức ủng hộ tổng thống Trump là nó không có, nó bị cầm, nó bị mâu thuẫn. Đúng rồi, nó bị có một cái gì đó nó rất là bất hợp lý luôn đó. Tại vì sao, rất nhiều người, rất nhiều YouTuber nói ủng hộ tổng thống Trump nhưng không ủng hộ tiền, đó là quyền của người ta và người ta cũng không đánh phá tổ chức phá pháp. Vậy thì tại sao thằng này mượn channel của một nước ngoài, không phải ở trong nước nha, lên channel của một nước ngoài đánh phá một tổ chức hợp pháp, vận động tranh cử cho một ứng viên federal hợp pháp, đó là cựu tổng thống Trump. Ứng nha. Cái này là em thấy nó rất là thắc mắc. Đặt câu hỏi nha. Em thấy. Tại vì mình cảm thấy nghi vấn, mình có quyền mà đặt câu hỏi. Đúng rồi. Đâu có thể nào mà mình nói rằng là tôi phải đợi chừng nào ông Trump ông đặt lấy tay lên cuốn Bible. Tại vì cái chuyện đó, khi mà anh biết rằng là cái thủ tục nhậm chức một cái người tranh cử được làm tổng thống đó, thì nó sẽ có những cái giai đoạn được quốc hội chấp nhận rồi phải đến ngày tuyên thệ, thế thì nó có rất là nhiều. Nhưng mà mình đợi tổng thống đặt tay lên cuốn Bible thì cái lúc đó thì chúng ta phải hiểu một cách rất là đơn giản, thì lúc đó ông Trump ổng cần mọi người ủng hộ ổng về những nghị trình ổng làm, chứ còn cái chuyện tiền bạc thì ổng đâu có cần đi tranh cử đâu, mà ổng cần mà số tiền mà giống như là bây giờ mà ổng kêu gọi, đúng không? Mà không biết cái thằng già này nó gọi là nó ở Mỹ hay là nó tự xưng là nó có giáo dục gia đình hay là xã hội gì đó mà nó nói chuyện nghe rất là tào lao. Tại vì em nghĩ đơn giản gì nè, nếu mà anh đã được cái chuyện mà anh đi vận động rồi đó thì cái lúc đó mọi người tiếp tục ủng hộ, nhưng không phải là vấn đề tiền bạc nữa, nó đợi tổng thống để nó ứng cử để mà đạt cái chức tổng thống rồi nó mới tính. Em không biết nó tính cái gì lúc đó nữa. Chắc nó anh không biết nó nghĩ gì khi nó nói vậy. Anh không hiểu được cái trí não nó như thế nào, cái trình độ nó như thế nào, thật sự anh không hiểu. Tại vì em biết cái trình độ cơ bản của một con người lớn lên là sinh ra lớn lên tập bò, tập đi, tập đứng, tập chạy. Và một cái điều cơ bản hàng ngày em đi lên cầu thang, em bước từ bậc đầu tiên em lên tới cái tầng em cần tới, hoặc là em bước từ cái tầng trên em bước xuống, thì tất nhiên là phải từng bước một. Nếu mà nó bước từ tầng trên mà bước xuống một cái, nó chưa bước bước một mà nó nhảy xuống bước dưới để mới tính, lúc đó chắc tính là gọi nay quanh. Chính xác rồi. Em nghĩ là bây giờ anh Dũng á, anh mà gọi là một cái người mà làm show là em nghĩ là rất là hay luôn á. Tại vì em nghĩ rằng là với anh Thái Vàng thì em thấy là cái ảnh là lên anh không chửi cái kiểu mà đơn giản, nhưng mà em nghĩ là đối với cái thằng già này là nên học những cái câu nói rất là cơ bản, cái câu nói dễ hiểu. Tại vì nhiều khi anh biết không, nó cái đầu của nó không còn. Em nghĩ chỉ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là vì nó cố tình đánh phá thì nó nói bất chấp, nó nói một cách không hợp lý nó cũng nói luôn. Trường hợp thứ hai là cái đầu thằng này nó đúng là một là đất sét, hai là như chị cô Ni Hà nói là đầu toàn là chỉ xịt thôi, chứ không thể nào một cái kiến thức cơ bản, một cái người mà chỉ cần không cần gọi là mê ở tổng thống Trump, không cần mê chính trị mà mở miệng nói ra là phải hiểu điều này, chứ không phải báo nào tôi cũng đọc, báo cánh tả tôi cũng đọc, báo cánh hữu tôi cũng đọc mà tôi không hiểu gì hết đó. Là muốn nói thằng này bây giờ mình nói cái lời nó chứng tỏ ra cái sự kém hiểu biết của nó. Nhưng có thể nó cố tình ha, nhưng có thể nó cố tình luôn, cũng có thể là nó cố tình. Bây giờ ông lúc đầu ông vận động, ông tuyên bố ông tranh cử là ông thuộc văn phòng Fortify, là nhóm do từ ông làm, ông từ đặt cái tổng thống Trump từ đặt cái tên là văn phòng Fortify vì cái nhiệm kỳ của ông từ 45. Thế thì ông vận động để tranh cử primary thì cái chuyện đó là chuyện cái nhóm nhỏ của tổng thống Trump thôi. Thì nó sẽ từng bước khi mà ông đạt được cái endorsement của toàn đảng Cộng Hòa, thì ông là thuộc đảng Cộng Hòa, thì bây giờ nó có cái tên là Trump Committee 47. Đúng không? Đúng. Rồi đến lúc khi mà ông thắng được cái, giả sử nếu mà mai mốt bầu cử tổng thống Trump thắng, đặt tay lên Bible, lúc đó mới tính cái gì, ủng hộ cái gì ở đó.
em cũng không hiểu thằng già này nó nói cái gì nữa, nhưng mà nó đem một cái đám, một cái đám lên mà đi lên và còn giải thích để cứu cái thằng này thì em bó tay. Nhưng mà bây giờ mình trở lại cái đề tài thứ hai nó vui vui, cũng theo cái chủ đề mà ngày hôm nay đó, là giữa bé Tý và giữa Kẹt và Hứng thì bé Tý chọn ai á, thì theo anh á, một cái góc nhìn của một người đàn ông đó thì người ta nói là nam á, thì trọng sắc, nữ là trọng tài đi. Thì bây giờ nếu một người á, mà tài mà như ngài Kẹt đó thì thôi là quá kẹt rồi anh. Không còn gì để mà mình phân tích là bàn tay đỏ, chiếc răng xanh, viên đạn bắn trong nhà bếp, những cái đó là nó rất là gọi là khi mà lên mình nói như cái đó là mình đã thấy một cái người tài cỡ nào rồi. Nhưng mà đối với thằng Hứng này nè, thì anh nghĩ sao nếu anh là một người đàn ông, một người đàn ông bây giờ mình nói thành công hay không thành công mình không nói đây, nhưng mà nó một cái người đàn ông có nghiêng rước cái thằng ngu này về nhà sống chung hay là rước về nhà để làm ở đợ không anh? Thứ nhất, anh là một người đàn ông thì anh cũng có một cái, thực sự anh cũng nó nói nhiều cái mà anh không hiểu, anh không hiểu nó suy nghĩ gì để mà nó thốt lên những lời như vậy. Đi làm một một chỗ chủ không thích đuổi mình quay qua mình chửi, thế xong nói ủa không lẽ nó thích mình hay là mình thích nó, ủa sao mà nó conflict vậy, ủa sao kỳ vậy, thích mà đi chửi nhau hay là thích rồi lên mạng chửi nhau, cái tình yêu gì kỳ lạ vậy. Anh không nói riêng về bé Tý, anh nói chung nha, cái chuyện Đúng. bé Tý là chuyện cá nhân của cô đó, nhưng mà anh nói chung cái tâm personal anh cũng vậy thôi, Đúng rồi. thậm chí người ta thích rồi không còn gặp mặt, thích là người ta có lấy da lấy cây người ta phang vô đầu, đang ai thích thích mà đi chửi nhau, cái đó là anh đứng ở giữa anh nhìn cái đó, của cái tình yêu gì kỳ cục cái quái gì vậy. Tình yêu quái đản hả? Tình yêu này là không không thể nào Không, mà anh nói cái chuyện mà cái đó không thể nào xảy ra được cả. đúng rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà nói như anh đó là mình nói là về cái phần mà cãi nhau rồi lấy người thích không thích thôi, nhưng mà theo anh nếu mà cái đối với cái con người thì thường thường mỗi người nó sẽ có cái giá trị. Thí dụ như một cái người mà vừa già sắp 70 tuổi đi, có bao giờ mà một người trẻ mà đem một cái thằng 70 tuổi gọi là chăn dịch lái xe ôm, đầu thì không có tóc, gọi là ở nhà thì giữ cháo chù đít đem về nhà không anh, mà gọi là thích anh? Tại vì mình nói nếu mà thích ok đại gia đi, là tỷ phú, là triệu phú thì ok, cái đó là mình bất chấp để mà mình gọi là mình làm một cái chuyện mà gọi là mình lấy cái đồng tiền mình đem ra là cái giá trị hơn cái chuyện mình cái hiện hữu là cái già của nó hay là cái, nhưng mà thằng này nó vừa ngu, nó vừa già, nó vừa không có tiền mà nó tự tin nó kêu lên là bé Bây giờ, một con người có những cái lúc người ta nghèo, có những cô gái người ta nghèo người ta cũng không muốn như vậy, đúng không? Người để mà chịu chịu hành hạ, để mà chấp nhận cái sự hành hạ để mà được như vậy thì chưa chắc, mà chỉ có vợ nó muốn, vợ nó được như vậy thôi, muốn như vậy cả, Dạ đúng rồi. Đúng rồi. đúng không? Đúng. Tại chỉ có vợ nó sống với nó cả đời thôi, mới có con có cháu thôi. Rồi mình cũng không biết, mình đặt vấn đề không lẽ hồi xưa nó chửi vợ nó lắm, nó vợ nó thích nó. Vậy quá, cái kiểu mà thích cái kiểu mà Chắc bị luôn, tra bây giờ tấn. vẫn còn thích tới bây giờ luôn, đúng không? Mà chắc em thì em không có định đào sâu cái chuyện này, nhưng mà thật ra thì có thể là chưa chắc vậy là cái mối đương duyên đầu tiên, nhiều khi cũng đi theo cái đường giảng hán thôi anh ơi. Chứ còn mà một cái người mà người ta tại vì khi mà anh sống với cái người vợ hoặc là người vợ sống với người chồng đó thì người ta luôn luôn người ta nói ôi nhìn cái thằng chồng mày ngon, có nghĩa là con vợ này nó có phước, hoặc là nhìn con vợ mà thằng chồng này đã quá ha, thì nhìn con vợ này cũng có tài, có nghĩa là làm sao người ta nói là đẹp anh đẹp em, chứ không thể nào mà con cái thằng chồng mà nó ngu mình con vợ mà nó hãnh diện được hết á. Mà cái này nó có một cái gì Mà đó, một khía cạnh thôi, mà anh nói là xấu cha hổ ai, đúng đúng là rồi vợ nó không phải, nên dắt nó về, đúng rồi. nên dắt nó về, đừng để người ta chửi chồng mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà cái câu mà giữa giữa Kẹt và Hứng á, mà để chọn ai thì theo anh, mà thôi bây giờ anh nói đại một câu chọn ai đi anh. Chọn ra hai
cho cá sấu ăn. Chọn cá hai cho cá sấu ăn hả? Vậy là bây giờ nếu mà nói mà chọn cá hai mà để cho cá sấu ăn, vậy là cái câu này nó đúng, là rất là đúng cái ý của cái đám này, là phải nên chọn cả hai chứ không nên bỏ một ai, tại vì bỏ nó uổng anh. Thì hai lần này á, mà nếu mà cái độ thông minh á cơ bản thì em nghĩ là chúng ta thấy quá có vấn đề rồi. Nhưng mà để mà gọi mà tự tin, mà gọi là theo cái tiếng mà Việt Nam nó dùng cái chữ ngắn gọn là nổ mà một cách không kiểm soát đó, thì thôi chắc có nghĩa lẽ là chúng ta nên chọn cả hai rồi. Chị cô Ni Hà thì là nhấn vô cầu tiêu cho nó trôi hết hai thằng này. Còn theo anh á thì chọn cả hai rồi cho cá sấu ăn thịt vậy đi, cho nó trái đất này nó bình yên. Cho tất nhiên là xã hội thì còn nhiều người xấu, nhưng mà bớt người nào hay người đó. Chứ mà đi lên nói chuyện thì ngu, rồi nói chuyện không lại kêu người ta, bị người mình bị chửi xong kêu rằng con nhỏ đó thích tôi. Vậy là theo anh Dũng nói rất là chính xác nha cô chú anh chị, là hồi xưa là nó cũng chửi vợ nó xong mới đem về nhà nó nuôi đó. Chắc chuyện này nè, nói nè, thực sự mình cũng không muốn lên mạng mình nói ai chửi ai hết. Yes. Nhưng mà tại vì sao? Người ta đóng góp cho Tổng thống Trump thôi, mất mát gì gia đình dòng họ tổ tiên đó. Đúng rồi. Hay là việc bé tí buôn bán 100.000 người bán mày kia. Đúng rồi. Mày thích, không thích thì mày biến. Không ai mà đi mình phá vậy. Đúng rồi. Cái sống đó, cái đạo đức của con người nó không có. Đó là không có tư cách đó. Cái đó mới là gọi là không có tư cách đó. Chứ còn mà khi mà người ta thấy mình mấy chuyện ngu quá đi chất vấn một người phụ nữ thì người ta hỏi lại, thì bắt đầu đi hỏi người ta mày có tư cách không? Mày không có tư cách. Thì cái câu đó anh Thái Phan hay là anh Dũng mà ảnh mà đi lên á, thì ảnh mà trả lời cái kiểu mà cho cái thằng ngu này á, em thì em cũng không có dám xúc phạm người lớn tuổi, thì mỗi người họ sẽ có cái hay cái dở. Nhưng mà để mà một lúc nào đó mà nó nói ai chửi tôi thì tôi cũng hú khe. Em cảm thấy á, nếu người ta chửi mình quá đúng thì bây giờ mình có khe hay không khe thì bây giờ nó đâu có sai đâu. Đúng không anh? Chắc thì mình thấy không? Thằng bột nó vu khống anh là nuốt 100 của nó thế này thế nọ. Bao nhiêu năm tháng trời anh đâu thèm lên tiếng. Dạ đúng rồi. Anh chỉ cần show cái bằng chứng là anh làm không làm sai thôi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Anh không làm sai thôi. Anh không biết nó, anh không làm sai thôi. Đúng không? Đúng. Kể cả thằng Ngô Hứng anh cũng không bao giờ nói tới. Đúng. Còn comment trên mạng khi mà nó chửi thì tất nhiên có chửi cả xóm nhà lá. Đúng rồi. Trong đó có anh thì trong đúng. Đó có em. Dạ đúng. Bất kể cô chú anh chị em nào cũng có quyền lên tiếng nói nó cả. Đúng đúng. Nhưng mà điều đó anh không muốn. Nhưng mà khi nó nói về 100 đồng của anh là nói anh không có đủ tư cách. Đúng. Là anh mới lên tiếng thôi. Đúng rồi. Đúng. Cái câu chuyện mà để mà ví dụ như em không có trao đổi với lại anh Dũng ở ngoài mấy cái show, mà bắt đầu khi mà em phải nói là bây giờ anh Dũng được lên thớt nhiều quá thì bắt đầu em mời anh lên đó, thì khi em thấy rằng là thằng này nó có một cái là nó là một người muốn gây sự chú ý, và cái bệnh của nó là bây giờ nó cũng gọi là giống như một người mà loser thì người ta sẽ có những cái biểu hiện triệu chứng như thế này, là tại một lúc nào đó họ muốn được người ta nhắc đến. Nhưng mà bây giờ trên đời này chỉ có hai cách nhắc, một là nhắc tiếng thơm, hai là nhắc tiếng xấu thôi. Nhưng thằng này tiếng thơm thì có gì để nhắc đâu, thì nó đi làm một cách là nhắc tiếng xấu. Nhưng mà cái ý mà Jesse nghi ngờ và anh Dũng cũng đồng ý là có thể nó là một cái đứa giả dạng để mà đánh phá. Cái mục đích của nó là cái gì đó thì chúng ta cũng không có khe, tại vì thật ra cái con người như nó trong xã hội này không thiếu, nhưng mà chúng ta đem lên để chúng ta enjoy, chúng ta đem lên để chúng ta làm cái show này á, thì để cho mọi người hiểu được là cái sự ngu dốt của cái thằng này. Jessie rất là thấy cái show ngày hôm nay rất là đầy đủ, và Jessie cảm ơn cái sự đóng góp của anh Dũng, tại vì cái tín hiệu network tự nhiên nó bị out để Jessie gọi để anh Dũng ánh say bye bye của chú anh chị. Anh ơi, anh nói tiếp đi anh. Mình bây giờ em nghĩ là em nghỉ ngày hôm nay đó, thì anh em mình cũng đã trao đổi rất là đầy đủ cái chuyện là tư cách là thế nào, và bé tí đã chọn ngày kẹt hay là chọn hứng đó, thì bây giờ để mà
cái lần kế tiếp chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn, tại vì cái show mà nó 5 tiếng đó thì có rất là nhiều đề tài mà em thì chỉ muốn nhấn mạnh vào những chủ đề chính, thí dụ như là tư cách rồi chọn ai đó. Dạ, rồi bây giờ anh say máy bay của chú anh chị, và cái show này hôm nay em sẽ phát lên để cho cô chú anh chị sẽ thấy được cái tài năng của anh Dũng. Và trong tương lai thì anh Dũng anh sẽ có rảnh thì Jesse và anh sẽ làm show cũng nhìn thấy Phan chị cô Ni Hà, tại vì chúng tôi sẽ không phải là vì cái quyền lợi hay là vật chất gì mà chúng tôi bảo vệ Văn Pháp, mà đơn giản là những con người chân chính, những con người có tư cách thì thấy chuyện bất bình, mà cái bất bình này nó không phải mang tính chất cá nhân, mà là bất bình này nó mang cái tính chất đánh phá một tổ chức ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump, mà chúng tôi là những người ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump thật sự, cho dù Jesse là người overseas, nhưng tại vì Jesse cũng muốn Tổng thống Donald Trump đắc cử. Jesse thấy được cái chuyện ông đã làm những việc gì tốt trong thời gian ông đương nhiệm, thì Jesse sẽ đồng hành một cách nào đó theo tổ chức VAFAT. Còn những anh chị ở Mỹ thì chắc chắn có lá phiếu, có được cái số tiền, có quyền để đóng góp cho Tổng thống, thì không thể nào mà im lặng để cho những cái đứa mà nó giả dạng ủng hộ nha. Tiền chắc chắn là cho 24 đô hay không mình không biết, nhưng mà đi theo đánh phá tổ chức và phá. Rồi anh Dũng nói lời bye bye của chú anh chị đi. Thank you Jesse đã có câu hỏi với mình về một vài chủ đề trong một các show của Ngô Hứng, và nhân đây cũng xin gửi lời chào tất cả các cô bác anh chị em trên live chat của Jesse. Yeah. Mình nói là để cho những người đang nghe show taxi nghe, chứ mình dư biết rằng cô chú anh chị ở trong VAFAT dư hiểu chúng ta làm gì, cái tuổi đánh phá đó là tuổi nào. Yeah. Xin cảm ơn taxi và yeah, chúc mọi người một đêm an giấc. Rồi cảm ơn anh, rồi see you next show, thank you for watching. See you anh. Bye bye. Bye bye. Yeah, bye bye anh.